Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 9 Em Ây Vực, Hồi 1 Ngày vớt quái vật này lên, đúng lúc là 24 tháng chạp, dân gian truyền tục táo quân về trời. Những ngày cuối năm trở lại quý dương, không tìm được đại phu chữa bệnh, phó nguyên ảnh ra mặt trần trị, xem quái nhân này đại thể không việc gì, ngoại trừ thân mình suy yếu, không ăn uống đầy đủ, dường như không có dấu hiệu nội thương. Chỉ là người này mơ màng hồ đồ, nửa mê nửa tỉnh, không biết còn có kỳ quái nào nữa hay không. Chuyến này vất vả như vậy, chưa tìm được thiên hạ đệ nhất ninh bất phàm, lại mang theo quái nhân trở về. Mọi người đều không muốn gây rắc rối, nhưng Quỳnh Phương khăng khăng muốn mang người này đi. Mọi người không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể thác bà Phùng Kinh Đương Mã Lương, có lẽ là một sai lầm lớn điển cố thác bà phùng kinh đương mã lương, dâu ông nọ cắm cầm bà kia, nhìn lầm hoặc nghĩ sai đối tượng. Kể rằng một giám khảo đã nhầm tên phùng kinh là mã lương khi sướng danh, liền hô mã lương nhiều lần nhưng không ai đáp ứng, sau lại mới biết được giám khảo đã tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ, nhất thời truyền thành trò cười. Hậu nhân nhiều lần dẫn việc này để hình dung người không hiểu lý lẽ, không quan sát cẩn thận và phạm sai lầm lớn mọi người từ Quý Dương xuất phát, đi về dọc theo phía Bắc, thời điểm cuối năm, không mấy ngày nữa là tới đêm giao thừa trừ tịch, mọi người thân ở Tha Hương, tuy biết không thể kịp về Bắc Kinh trong vòng 5 ngày nữa, dù nhưng ngày Tết Trung Quy quan trọng, đã nhiều ngày trong lòng có phiền lo, đêm tối cũng bồn ba, có thể sớm một ngày về nhà đoàn tụ cũng là tốt. Một ngày đến Thường Đức, chạm tiếp theo là Kinh Châu, mọi người đi đến trạng vạng, nhìn thấy vẫn còn cách Kinh Châu 20-30 dặm đường, phía trước có một môi làng, không có cửa tiệm, đuổi mấy lộ trình, khó khăn tới một chấn nhỏ, liền tính toán qua đêm tại đây. Mọi người đánh xe vào chấn, xem trấn này thương nghiệp không thịnh, thôn xóm cư dân sống bằng nghề nông, cũng không khách điếm dịch quán, mọi người tất cả đều là người từng trải, liền quên nhi mấy năm nay cũng thường xuyên trên đường bôn ba, nơi đây nếu không có chỗ tá túc, không nói hai lời liền hỏi người qua đường, đi thẳng đến chùa miếu. Giang hồ cường nhân nhiều, phỉ khấu không tránh ở chùa miếu thì sống trên núi nên khi qua chùa qua núi phải kết bạn cùng nhau đi. Chỉ là chuyến này có nhiều binh hùng tướng mạnh, phần lớn đều là nhân vật nổi tiếng trong võ lâm hiện tại, nếu có tổ phỉ cường nhân tự làm bậy, trùng hợp dùng để hầu hạ nấu cơm, có thể giữ lại được không ít khí lực. Đi vào trấn, không cần hỏi đã nhìn thấy một ngôi chùa lớn, cổng chùa hình vuông dài rộng cả trăm thước, nền đá xanh chật kín người. Đếm kỹ, có hàng trăm người bán hàng rong tụ tập ở quảng trường, đàn sáo thơ từ, đầu đông truyền đến tiếng reo hò vỗ tay, viết mắt đi xem, thấy một đám đầu người tóc đen khác, ước chừng ba bốn trăm người, nam nữ không đồng nhất. Phì cân quái ha ha cười nói, rượu a à? một màn diễn tuyệt diệu trong chùa. Đêm nay sẽ rất náo nhiệt, thời điểm cuối năm, nghĩ đến này trấn trên chắc chắn có phong tục hỷ sự gì đó, mới làm hội chùa năm mới. Mọi người lên đường trong thời điểm cuối năm, thở ngắn than dài bước qua đám đông, nghe tiếng cổng chiêng ầm ĩ trên sân khấu kịch, tiếng giao bán của người bán hàng, hỉ khí dương dương khắp nơi, những nụ cười tự nhiên lan tỏa, cảm giác khá sảng khoái. Đi tới chùa lại là chùa Quan Âm, Phó Nguyên Ảnh tìm đến người coi chùa, bày tỏ ý định ở lại qua đêm, người coi chùa còn chưa nói chuyện liền nhìn thấy quỳnh phương tay trái thắp hương tay phải ném ba lá vàng vào ống hương lá vàng rung rinh người coi chùa nhộn nhạo vui mừng quá đỗi tất nhiên là kiệt lực chiêu đãi không dám thất lễ ngôi chùa do hương dân địa phương xây dựng bố cục khá chật hẹp mọi người chỉ có thể ngủ dưới đất ở đại điện tuy không thể so với giường ấm ở khách điếm nhưng vẫn tốt hơn là ăn ngủ ngoài trời hoang dã tam côn kiệt đặt quái nhân xuống đất tự nấu cơm nước, hầu hạ tiểu thư, đồ đệ chết nhĩ đan cũng đi qua hỗ trợ. Hoa sơn xong quái cơm tới há mồm, thuận tiện dính ké hào quang của Quỳnh Phương, tất là mệnh đại lão gia. Trúc Khang chưa bao giờ rời nhà quá xa, càng chưa từng trải qua ngày Tết ở nơi khác, đương nhiên rất nóng lòng muốn trở về nhà nên hỏi, Phó Sư Phạm, chúng ta khi nào mới có thể chạy về Bắc Kinh? Phó Nguyễn Ảnh trong lòng âm thầm tính toán, Quỳnh Phương chính là truyền nhân duy nhất công thần thế gia, có rất nhiều nghi lễ và phong tục trong ngày Tết, hơn nữa Nguyên Tiêu còn phải vào cung đón lễ, nên lộ trình còn lại tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Lập tức lấy ra bản đồ, tìm đường tắt về phía bắc. Tống thông minh nhiều năm trước từng ở quân lữ tác chiến, rất thông thuộc về địa lý, liền nói: "Từ Kinh Châu trở về Bắc Kinh, xuyên qua đường núi càng mau." Phó sư Phạm nếu muốn lên đường cũng có thể chọn con đường tắt này. Mọi người nghe vậy, từng người tới vây xem, đoàn người lúc trước Nam Hạ Quý Châu, đầu tiên rẽ về phía đông nam theo đường Thủy Kinh, sau đó đi qua hầu hết Trung Quốc, đi qua nhiều châu mới vào đến Quý Dương, nếu chiếu theo những gì Tống Thông Minh nói, trực tiếp trở về phía Bắc từ dịch lộ, con đường này sẽ đi thẳng qua bốn tỉnh để đến Bắc Kinh. So sánh cả hai, dịch lộ phía Bắc tuy rằng vất vả, nhưng hành trình lại ngắn hơn nhiều. Trúc Khang là người đầu tiên vỗ tay, song quái, tam côn kiệt cũng gật đầu liên tục. Mọi người biểu tình phấn chấn, phó nguyên ảnh cũng không muốn đi ngược lại ý muốn của mọi người. Đang định đồng ý bỗng nghe một lời nói vang lên, giọng điệu sền sệt, người nói chắc chắn là chết nhĩ đan. Mọi người mắt nhìn đệ tử kia, nghe hắn thông dịch nói, phó tiên sinh, sư phụ ta nói, ngựa khâm sát đi được mau, nhưng dễ dàng sóc nảy hành khách ngựa mông cổ đi chậm, nhưng lại có thể khiến các kỵ sĩ đến nơi an toàn. Thỉnh ngài suy nghĩ cẩn thận, đừng lỗ mãng. Lời nói của đệ tử hơi khó hiểu, nhưng không khó để hiểu ý nghĩa trong đó, chính là ý tiểu tâm sự đắc vạn niên phàm. Phó Nguyên Ảnh chưa đáp lời, vì cân quái đã ha ha nở nụ cười, nói, ngựa mông cổ chậm, ngựa khâm sát điên, nhưng ngựa Trung Quốc của chúng ta vừa nhanh lại vừa vững vàng thỉnh sư phụ ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta, có gì phải lo lắng. Tiểu tâm sử đắc vạn niên phàm câu nói của trang tử mang ý nghĩa phải lưu ý, lấy an toàn cẩn thận là trên hết để không dễ dàng phạm sai lầm. Trung Quốc tập tục nhiều, quan trọng nhất đó là năm mới. Mỗi lần du khách vượt ngàn dặm trở về nhà, đều rất háo hức, không ngoại lệ ngay cả phó nguyên ảnh, quyên nhi và quỳnh phương cũng đều gật đầu. Chiết nhĩ đàn nghe xong đệ tử thông dịch lại chỉ nhíu mày không nói. Chết nhĩ Đan trong chuyến đi này đã lập được nhiều công lao, đầu tiên là bắt được Tiểu Bạch Long, sau đó lại cứu được Quỳnh Phương. Phó Nguyên Ảnh biết mình nợ người khác một ân tình, không muốn chậm trễ, vội nói, tiền bối nếu có chỉ giáo, cứ nói thẳng không sao. Chết nhĩ Đan thở dài, tiếp nhận bản đồ, đặt phía trên dương gỗ. Thấy hắn duỗi ngón tay ra chỉ thẳng vào bản đồ, sức mạnh ngón tay thật sự bá đạo, âm một tiếng, đâm thủng cả dương gỗ dưới bản đồ các lớp gỗ bay tán loạn đầu món tay thô to lướt qua trên các con đường bản vẽ đồ văn đã bị hư hỏng không rõ ràng nhưng nơi đầu ngón tay dừng lại lại là hướng tây bắc phì cân cười quái dị nói làm gì vậy người muốn luyện đại lực kim cương chỉ sao triết nhị đan không tốt hán ngữ cũng không để ý tới phì cân quái hắn duỗi tay chỉ hai tỉnh cam thiểm cam túc và thiềm tây ánh mắt dừng trên mặt phó nguyên ảnh, lặng lặng nói, bạt A đồ nhi. Một lý đoá, mạc bắc tông sư thần thái thận trọng, khi nói mấy chữ này, ánh mắt càng không hề chớp. Bản tính quái ngạc nhiên nói, nhổ sạch đầu chọc trong ổ trốn. Trong ổ trốn ai? Lão nương sao? Nói xong tự cùng phì cân quái cười to. Phó Nguyên Ảnh lại không có ý cười, hắn nhìn chằm chằm về phía góc tây bắc, trong mắt mang theo phiền loạn. Bạt A đồ nhi còn được gọi là bạt đô nhi, tiếng nữ chân gọi là ba đồ lỗ, tiếng hồi gọi là sát kim, hán ngữ là tráng sĩ, dũng giả. Ba âm đơn ngoại lý đoá có nghĩa là điện phủ. Bạt a đồ nhi, một lý đoá có nghĩa là điện phủ của người dũng cảm. Phó Nguyên Ảnh thấp giọng nói ra những lời này, trong giây lát, trong điện an tĩnh lại. Mọi người nhìn đầu ngón tay chết nhĩ đan, nghĩ đến đại hoang mạc Tây Bắc rộng lớn sắc mặt đều tái nhợt vì kinh ngạc. Quá đến thật lâu sau, trong đại điện truyền đến một tiếng phi, lại là bản tính quái đương trường cậy già lên mặt, nghe hắn khịt mũi coi thường, mắng, mấy người qua đường chúng ta, một không là đại tướng quân, hai không phải đại nguyên soái, bất quá chỉ là đi đường, cũng không phải đi đánh giặc toi mạng. Có thể nào trêu chọc ra phiền toái gì? Vì cân quái cũng nói, còn không phải sao? Hiện giờ biên giới êm đẹp, không có việc gì, cũng không nghe nói có đánh nhau, đường vòng làm gì. Hai tên lão giả lải nhải, đệ tử thông dịch tình hình thực tế, chết nhĩ đan lại không để ý tới, một đôi mắt hổ chỉ ngóng nhìn phó nguyên ảnh, muốn nghe hắn nói như thế nào. Một bên không động tam côn kiệt cũng ngóng nhìn sư phạm kiếm thuật, biểu tình ngưng trong. Việc đã đến nước này, phó nguyên ảnh tự cũng không dám lỗ mãng, nhớ tới mấy năm nay biên phòng sinh ra đủ loại tin đồn, trong lòng sinh ra kiêng kỳ, lập tức theo câu chuyện, gật đầu nói, tiền bối băn khoan xác thực có đạo lý, ta chờ chuyến này về phương Bắc, khi đang nói, thình lình nghe một nữ tử nhẹ giọng nói, phó sư phạm, khoan hãy đồng ý. Trong im lặng, thiếu các chủ tử Vân Hiên chậm rãi đứng dậy, đối mặt với chiếc nhĩ đan, nhấc tấm bản đồ lên. Lại cười nói, đại thúc, vì đường thẳng nên nghĩ đến người mông cổ các ngươi cưỡi ngựa đi đường liền sẽ không siêu siêu vẹo vẹo tới đúng không nói rồi gấp bản đồ giao lại cho phó nguyên ảnh nói chư quân không cần cố kỵ chỉ cần nghe theo lời chỉ dẫn của tống thông minh trực tiếp đi dọc theo dịch lộ triết nhĩ đan khụ một tiếng đệ tử khuyên nhủ thiếu các chủ gia sư thỉnh ngươi chớ nên hành động theo cảm tính quỳnh phương nhàn nhạt nói đây không phải là tranh khí phách mà là tranh luận đạo lý đường là để người ta đi Quỳnh Phương ta thân là người triều đình, đi ngồi đoan chính, không làm tổn hại thương thiên đạo lý, giết người phóng hỏa, liền tính tay không tất sắt, ta cũng sẽ không đi đường vòng. Nàng chớp chớp mắt, lại cười nói, huống chi hiện giờ còn có chiết nhị đan lão sư ở đây, ta lại sợ cái gì? Đệ tử kiên nghẹn lời, thông dịch lời nói, Triết nhị đan không thể nói lại gì nữa, đành phải bất đắc dĩ mỉm cười đồng ý. Mọi người đuổi một ngày đường thương định thỏa thuận dừng lại ăn cơm uống rượu. Người bán hàng tụ tập ngoài cổng chùa, tự cũng có không ít thức ăn, tam côn kiệt liền sách không ít trở về. Mọi người ngồi xuống đất uống rượu, tuy không phải sơn chân hài vị, nhưng vẫn đầy canh thơm mùi thịt, mắt thấy quan âm Bồ Tát ngồi thần đàn, thiện nam tín nữ ăn thịt đảm, người coi chùa tất nhiên là kêu khổ thấu trời, nếu không phải vì mặt mũi ba lá vàng kia, sớm đã đuổi họ ra ngoài chuyến này tuy chưa tìm về được ninh bất phàm, nhưng mọi người càng vất vả công lao càng lớn, cho nên Quỳnh Phương kính rượu mọi người, biểu lòng biết ơn. Nhưng thấy thiếu các chủ nói năng dũng cảm, tự nhiên hào phóng, nhất thời môi anh đào hành tử lệnh, bàn tay mềm tới kéo búa bao, rượu đến chén cạn, ai đến cũng không cự tuyệt, đúng như nam tử, mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Quỳnh Phương sợ vừa rồi nói chuyện chọc giận chết nhĩ đan, càng hướng hắn kính rượu bồi tội, Chết nhị đan vốn không hề tức giận, nhưng sau khi uống được vài chén lại cũng nói nhiều hơn, khiến đệ tử kia vội đến hỏng rồi. Sau khi uống một nồi lớn rượu mạnh, tiểu lượng Quỳnh Phương cực tốt, cũng không nửa phần men say, chỉ là trên người khó tránh khỏi đổ mồ hôi đầm đìa, tuy nam tử nho trang, lại phù cơ ửng đỏ, không thể che giấu được vẻ đẹp tự nhiên e lệ. Quyền Nhi đưa chiếc khăn tay ra, lại cười nói, nếu ngươi sửa sang trang điểm, nhất định sẽ là một cô nương mê chết người quỳnh phương nghe xong khen ngợi chỉ khẽ mỉm cười thế quên nhi rót chén rượu nói đa tạ ngươi một bên trúc khang vội vàng xông về phía trước cười nói quyên trưởng môn phong tình là lướt quỳnh các chủ phấn trưng ánh bình minh đều là mỹ nhân như hoa như ngọc trúc tiểu tử ở chung một phòng cùng hai vị giai nhân khuê khỏa bình sinh quên nhi cười nói nhìn cái miệng ngọt ngào của ngươi mẹ ngươi được dỗ dành cả ngày, nhất định là rất vui vẻ. Mọi người nghe vậy, sôi nổi nhìn trộm đánh giá Quỳnh Phương, trong ánh nến thấy sai nhân đậu khấu niên hoa, phù dung mỹ đại, lấy tư dung mà nói, xác thật là mỹ nữ số một số hai kinh thành. Chỉ tiếc danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, thường đắc kiếm khách đái tiếu khan, chúng ra trẻ tuổi khởi tình sức mạnh to lớn của tam đạt kiếm, từng người cười gượng uống rượu, cho dù Quỳnh Phương xinh đẹp đến đâu, cũng chỉ là chữ sắc trên đầu thanh đao kia, không thể không thành. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, thường đắc kiếm khách đái tiếu khan dịch nghĩa, danh hoa nghiêng nước sánh đôi vui, để xứng kiếm khách một nụ cười. Phó Nguyên Ảnh một bên nghe, lại thấp giọng thở dài. Vị Quỳnh tiểu thư này từ nhỏ đã tranh điểm nam trang, không tô son điểm phấn, không mang trang sức, trước mặt tô dĩnh siêu, cũng chưa từng mang phục sức nữ nhi cuộc đời chỉ có người khen nàng võ công cao cường, tính cách nhanh nhẹn dũng mãnh, lại có ai khen ngoại hình của nàng. Có vẻ như trước khi nàng xuất giá sinh con, không thể thoát khỏi thân nam trang. Trong khi đang trò chuyện cười đùa, Quỳnh Phương thấy đồ ăn rất nhiều, lại không thấy bóng dáng quái nhân, liền hỏi Tam Côn Kiệt, người kia đâu? Còn đang ngủ sao, Tam Côn Kiệt chưa nói chuyện, vì cân quái đã cười nói, nằm ở thiên điện ngủ quái vật này cả ngày bộ dáng như cương thi, hắn bỏ lên sẽ dọa người chết mất. Quỳnh Phương than nhẹ một tiếng, lại uống mấy ngụm rượu, lấy cớ đứng dậy tự mình đi kiểm tra. Đi không mấy bước, liền nghe sau lưng Tống Thông Minh hỏi: các ngươi nói xem lão tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Mọi thứ đều kỳ quặc, vì cân cười quái dị nói: ở tại thủy liêm động, chuẩn là yêu, không phải người. Ta thấy chúng ta đã sách trở về một quái vật sơn hải kinh. Quái nhân lúc ấy băng qua sơn cốc bằng một sợi dây ngang, khinh công nhẹ nhàng tự nhiên, tiếng huyết gió cũng rất có uy thế, võ công rất có môn đảo, chỉ là đoàn người ngoại trừ Quỳnh Phương, chưa có ai thấy đại thần công tràm thủy khô cạn, trưởng phá thác nước của hắn, lúc này bọn họ trò chuyện, tuy cảm thấy hứng thú nhưng phần lớn là nói đùa, song quái càng nói năng bậy bạ, nói chuyện không ngớt. Quỳnh Phương không để ý đến họ, cầm một bầu rượu, nhẹ nhàng bước chân, đi tới cửa thiên điện, nàng nghỉ chân dừng lại quan sát, thấy trong điện một mảng tối om, không thấy bóng người, Quỳnh Phương cảm thấy hơi sợ nên mượn giá cắm nến từ tượng thần, châm lửa rồi mới dám bước vào trong điện. Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy một chiếc cáng trên sàn, quái nhân đưa lưng về phía chính mình, tóc rối áo choàng, chân trần quần áo bẩn thỉu trông cô đơn, thân ảnh mang vẻ cô đơn lại bi ai, Quỳnh Phương nhìn đập vào mắt, trong lòng có chút thương hại một người đang êm đẹp vì sao lại hủy hoại chính mình như vậy nhớ lại lần gặp ở thủy liêm động võ công quái nhân cao cường thật là bình sinh ít thấy quyền pháp của chiết nhĩ đan và kiếm thuật của phó nguyên ảnh chỉ sợ kém xa người này ai ngờ lúc ấy một người có thể nói cười hiện giờ lại thành bộ dáng này nhớ tới tô dĩnh siêu quỳnh phương lấy tay ôm chán không khỏi ngơ ngẩn vô ngữ thầm nghĩ các nam nhân dường như đều là như thế này bị ủy khuất chịu khổ, liền đều tự sa ngã. Ai, khó khăn đưa đại phu này về cho dĩnh siêu, nào biết chính người này cũng là người bệnh. Trong lúc phiền muộn, lại đoán lai lịch người nọ, lúc đó còn tưởng hắn là ninh bất phàm, nhưng sau lại tựa không phải, lại coi hắn như thủy yêu. Bây giờ thấy hắn trong hình dạng con người, thật không hiểu hắn rốt cuộc họ gì tên gì, có thân thế điển cố gì. Người nọ giống như hôn mê, trước sau bất động, Quỳnh Phương nhìn một hồi, liền muốn mở miệng kêu to, chỉ là thanh âm tới bên miệng, lại không biết nên xưng hô người này như thế nào. Nhìn hắn dâu đầy mặt, chắc không phải là thiếu niên yếu đuối, nếu nói hắn đã hơn 50 tuổi, mái tóc lại đen nhánh, không có một sợi tóc bạc nào. Quỳnh Phương đoán không ra tuổi tác hắn, lập tức lắc đầu, ngồi xổm bên cáng, ôn nhu nói, vị đại gia này, chúng ta ở bên ngoài yến hội, rất náo nhiệt, người cũng tới một chút, được chứ? kêu nửa ngày, quái nhân vẫn không thèm để ý đến mình, nghĩ đến là ngủ say. Quỳnh Phương sớm biết như thế, cũng không để bụng, từ trong lòng lấy ra một bầu rượu, tự nói, người nếu thích một người một chỗ, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng năm mới sắp đến rồi, để lại bình rượu cho ngươi, khát thì uống chốt giải buồn, nếu đói bụng, nơi này có phiến lá vàng, chính mình đi mua thịt canh ăn, được chứ? Nàng ôn nhu kêu gọi, mắt thấy quái nhân kia không hề động tĩnh, liền đem bầu rượu nhẹ nhàng đặt ở bên cáng, lại từ trong lòng ngực nhặt phiến lá vàng, nhét vào túi áo quái nhân, lúc này mới yên lòng. Trở về đại điển, quảng trường bên ngoài cổng chùa hãy còn ẩm ý, bên trong cánh cửa mọi người cũng uống đến say khướt, tống thông minh người đầy mùi rượu, cùng hoa sơn song quái liên thủ tác quái, ba người đè trúc khang lại, liều mạng rót rượu. Quyền Nhi đang ở một bên ngáp, cùng phó nguyên ảnh câu được câu mà trò chuyện, lại thấy chết nhị đan ngồi xuống đất đà tọa, luyện khí vận công, tam côn kiệt cùng đồ đệ kia rửa sạch chén bàn, dọn dẹp giường ngủ. Mọi người ai bận việc nấy, thật sự náo nhiệt vô cùng. Trong lòng Quỳnh Phương chợt thấy ấm áp, thầm nghĩ, năm nay tuy không kịp bên cạnh gia và dĩnh siêu trải qua ngày Tết, nhưng có rất nhiều bạn tốt đồng hành, trên đường cũng không tịch mịch. Mắt thấy Quỳnh Phương quay lại, quên nhi sớm đã chờ lập tức cười ngâm ngâm bước tới, nhìn nàng khẽ mở môi đỏ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, chết nhĩ đan mở to mắt, đã đứng dậy, xài bước chạy vội tới trước cửa chùa, vẻ mặt túc sát đề phòng. Quỳnh Phương thấy hắn đứng dậy mà không giải thích, vẻ mặt sát khí, tất nhiên là hoảng sợ, mờ mịt liền nói, làm sao vậy? Đang em đẹp, tiếng chưa tắt, Phó Nguyên Ảnh cũng đã xoay người nhảy lên, tay cầm chuôi kiếm, trầm giọng nói, mọi người lưu ý, bên ngoài chùa có chuyện xảy ra. Quỳnh Phương lẩm bẩm, ngoài chùa có chuyện. Trong đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau bối rối, đột nhiên, một giọng nữ thê lương truyền đến từ ngoài cửa chùa, tiếng vang lớn, tuy ngoài cửa chùa đám đông ầm ĩ, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Âm thanh thê thảm như thế, đã xảy ra chuyện bi thảm, nhưng bên ngoài ít nhất có hai ngàn bá tánh, bên trong cánh cửa chiết nhĩ đan và phó nguyên ảnh tính toán, cũng có khoảng hơn chục cao thủ người đông thế mạnh, lại cũng không sợ. Cửa chùa đóng lại, Phó Nguyên Ảnh đang định mở cửa nhìn xem, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét giận dữ từ quảng trường, nam nữ lão ấu nghe, giọng nói như chuông đồng, khiến cho cả quảng trường quảng trường im lặng. Chỉ có đào kép trên sân khấu vẫn đang diễn, nghe ra là tam cố mau lư. Mọi người trong chùa đều sừng sốt, nghe thấy thanh âm trong quảng trường vẫn còn giống to, lạnh lùng nói, mọi người cởi hết quần áo, không phân biệt nam nữ, xếp thành hai hàng, chờ kiểm tra. Tiếng nói thương thiên hại lý kia lại phân phó một câu, ai dám trái lệnh. Giết không tha, những người này nói chuyện ngắn gọn gọn gàng, lãnh khốc vô tình, so với phỉ khấu còn dã man và hung dữ hơn, khiến cho Quỳnh Phương và Quyên Nhi che miệng kinh hô. Ngoài chùa một phụ nữ cả kinh nói, cởi y phục. Các ngươi là ai? Lại dựa vào cái gì? những câu hỏi này rất quan trọng cũng là nghi hoặc trong lòng bá tánh có mặt một tiếng tát chói tai vang lên theo sau là tiếng hét thảm thiết mọi nghi hoặc của bá tánh đều biến mất thì ra những người đó đều dựa vào điều này xe quán bị xô đổ đàn ông đàn bà nam nữ lão ấu bị bắt tách ra tiếng hét kinh hoàng kêu gọi vang lên khắp nơi đừng chạm vào vợ ta mẹ ơi tiếng khóc tiếng kêu tiếng kêu cứu đều lọt vào tai dù rằng cách xa nhau nhưng mọi người trong chùa vẫn nghe thấy, bọn họ có thể thấy cảnh tượng người già nữ từ trẻ em chạy vội kêu khóc. Tống Thông Minh là người nghĩa dũng nhất, lập tức tức cả giận nói, đổ chó khốn kiếp. Còn có vương pháp không? Mặc kệ ngoài cửa là ai, binh đao thế nào, liền cùng Trúc Khang sóng vai lao ra." Phó Nguyên Ảnh, Quyên Nhi cũng rút ra trường kiếm, tùy thời gia nhập chiến đoàn. Dầm một tiếng, cửa chùa bị phá vỡ tiếng bước chân lộn xộn, rất nhiều người đổ xô vào. Mọi người đều có thể thấy rõ, có hàng trăm danh bộ tốt đứng ở lối vào chùa, người đứng đầu có dáng người cao lớn, diện mạo uy vũ, thân xuyên trọng giáp, bên hông lại treo chính thống chi lệnh. Người đến là võ quan bồn chiều, tâm quỳnh phương run lên, thấp giọng truyền lệnh, mọi người không vội hành động, là người một nhà. Âm thanh quân ủng chạm đất vang lên, đau thương như sóng biển lao đến, chỉ riêng lối vào của chùa đã có hàng trăm bộ tốt bên ngoài chùa càng tối tăm đen nghịt không biết có bao nhiêu người quan quân đứng đầu dơ cao lệnh bài quát phụng mệnh chỉ huy sứ tiền tuyến chúng ta vào chùa truy lùng liêu phi chớ có kháng cự hắn rút ra cương đao quát triệu người coi chùa một bên quân tốt đồng thanh gầm lên triệu người coi chùa người coi chùa vốn đã đi vào giấc ngủ vừa thấy cửa bị phá vội vàng dẫn theo mấy đồng từ chạy tới kiểm tra nào biết chưa kịp tới đại điện lại bị người ta áp đi đau thương đẻ trên cổ vải tên quân tốt quát giao nhiệm độ điệp lời nói uy phong lẫm lẫm đủ làm tan nát hồn gan người khác người coi chùa sợ tới mức toàn thân nhũn ra lẩm bẩm không nói nên lời quân tốt không chịu nổi phiền nhất thời quát không có độ điệp thì phải cởi quần áo ra cởi nói ruội tay xé quần áo hắn Độ điệp là một dạng văn kiện nhà nước phong kiến phát cho Tăng Ni để chứng minh thân phận. Người coi chùa hoảng sợ nói, tại, tại sao? Quân tốt kia cầm ra lệnh bài, trầm giọng nói, đây là vì cái gì? Người có cởi hay không? Chữ cởi còn chưa nói ra, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể đã bị nâng lên cao, nghe được tống thông minh cười lạnh nói, đương nhiên cởi, lão tử cởi ngươi quần chó con này, nhìn một cái xem có lỗ đít không? Tống thông minh mới vừa động thủ, bỗng nghe quan quân đi đầu phẫn nộ quát, cuồng đồ lớn mật. Cản lại, xoát xoát mấy tiếng vang, mười thanh đao thép ra khỏi vỏ, đánh thẳng tới tống thông minh, thần đao tống ra uy danh hiền hách, tưởng ưng thiên hùng xuất thủ, đương đương vài tiếng vang, đã chém đứt rất nhiều đao giới, tống thông minh dùng thần đao kính, tất nhiên là uy phong lẫm lẫm. Người tới võ công cao cường, quan quân đi đầu lại không kinh ngạc, chỉ gật gật đầu nói nguyên lai là người biết võ rất tốt duỗi tay vông lên hét to nói người đông người này là nghi phạm bắt lấy hắn đột nhiên một tiếng nện vang lên từ mặt đất âm như kích trống tất cả những quân tốt trước đó đều rút lui cửa chùa nhóm binh lính thứ hai tới theo ánh nến sáng rực người tới tay cầm khiên vừa chạy vừa đập xuống đất tạo nên âm thanh lớn trên nền đất nhìn thấy tấm khiên cao bằng hai người, trong nháy mắt hình thành một trận khiên, đã về tống thông minh kín không kẽ hở. Tống thông minh một tay nhấc quân tốt kia, cũng không có vẻ sợ, cười lạnh liền nói, một đội quân mã hỗn trướng, dám manh động trên đầu thái tuế ra ấn kích chỉ về phía quan quân kia giống giận, tôi là tống thông minh. Chi từ Phụng Ly Hầu Sơn Đông, người tới hãy xưng tên ra. Tiếng gầm của Tống Thông Minh như sấm sét quan quân kia lại không để ý đến, nghe hắn lạnh lùng thốt, mặc kệ ngươi là hầu gì, buông đao xuống, quỷ sát đất đầu hàng, ngươi đã gây ra họa lớn rồi. Tống thông minh còn chưa nói, Trúc Khang đã lên tiếng ủng hộ đồng bạn, đã ta phi, ta phi vài tiếng, quan quân kia dơ lên hữu trưởng, truyền lệnh nói, thuẫn trận. Ngồi xổm xuống, giữa sân tiếng vang lớn va chạm, vô số tấm chắn đồng thời rơi xuống đất, trăm âm thanh tạo cảm giác chói tai. Quan quân kia lại quát, Cung tiễn thủ, người buộc dây Tiến lên chuẩn bị chiến đấu 6. Chương 9 MA vực, hồi 2 Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng Giữa khe hở các tấm chắn lấp lánh các mũi tên Nhìn thấy hàng chục cây côn buộc dây thừng Giờ cao tấm chắn, chờ đợi trói trận bất cứ lúc nào Trận trượng làm cho người ta sợ hãi Trước đây chưa từng gặp Lại thấy tấm khiên thép dày vài tấc Liền lấy bảo đao chém mạnh, cũng chưa chắc nứt chứ đừng nói đến việc bị bao vây nhiều mặt cùng một lúc được cho là chuyên dùng để bắt các nhân vật võ lâm tống thông minh cùng trúc khang hai người đứng mũi chịu xào đã trợn mắt hóa hốc mồm tống thông minh giơ cao tù binh trong tay quát các ngươi không được tới đây trên tay ta có người của các ngươi sau khi hô một lúc người nọ trên tay lại không đáp lời tống thông minh vội vàng nhìn lại và người nọ đầy miệng máu tươi hai mắt trợn lên đã cắn lưỡi tự sát. Tống thông minh run giọng hoàng nói, thà chết không hàng. Này, các ngươi, các ngươi là quân mã nào? Lúc này cung tiễn thủ đã sẵn sàng, chỉ cần cuồng bắn ra, chắn chắn hai người bọn họ sẽ thành tổ ong. Quỳnh Phương sợ xảy ra chuyện, vội vàng chạy ra khỏi đám người, hô, các vị quân gia chậm đã. Ta là từ Bắc Kinh tới đây, tiếng chưa tắt, một tiếng hét vang lên, quan quân kia đã hạ tay phải xuống thoáng chốc trăm mũi tên được bắn ra, tống thông minh kinh hãi, vội vàng sử dụng đao pháp bắt thủy, mưu cầu tự bảo vệ mình, Trúc Khang cũng toàn lực tự vệ, phó nguyên ảnh sợ người coi chùa ủ mạc, vội vàng vọt qua, mạo hiểm mang hắn đi, mọi người hoặc dựa thân pháp tinh kỳ, hoặc kiếm thuật sâu xa, lúc này mới giữ được thân thể không hề hấn gì. Bên ngoài cổng chùa khóc kêu la hết ầm ĩ, bên trong một trận đánh giết, thời điểm cuối năm chấn nhỏ vô danh vô cớ bị người ta xâm nhập, rồi lại vô cớ sinh ra đại hỏa, Quỳnh Phương cùng Quyên Nhi một đầu mồ hôi lạnh, chỉ có thể trốn vào góc đại điện nghỉ ngơi, những mũi tên bay ngang qua, hai cô nương liếc nhìn nhau sợ hãi, trong lòng cũng chưa có chủ kiến gì. Quỳnh Phương thấy cung tiễn thoáng ngừng bắn, vội đề thanh kêu to, ta là cháu gái quốc trượng Bắc Kinh, Quỳnh Phương tử Vân Hiên, các ngươi rốt cuộc là lộ quân mã nào quan quân dẫn đầu dường như nghe không hiểu tiếng người lại có thể nghe được tiếng đâm lá chắn rất nhiều bộ tốt từng bước vây quanh lại tự hô người tới cởi quần áo chờ kiểm tra thực hư có thể miễn phải chết người tới cuồng bội như thế khiến quỳnh phương kinh giận trận trượng này chỉnh tề như vậy được tập luyện bài bản chuyên đối phó với võ lâm hào kiệt mọi người trốn vào trong góc không dám xông lên phía trước quyền nhi trong lòng sợ hãi lẩm bẩm phải làm sao đây chúng ta có thực sự phải cởi quần áo sao quan quân hãy còn hô to vô luận nam nữ thoát ít cởi quần ngoài cửa chùa kêu lên tiếp ứng chia thành hai hàng có thể tự bảo vệ mình quỳnh phương càng nghe càng giận thầm nghĩ các ngươi nghe không hiểu tiếng người lại nghe hiểu được cái này móc ra súng kíp họng súng hướng lên trời một tiếng động lớn vang lên hỏa dược bùng nổ biến mất tràn ngập đại điện nhất thời âm thanh vang vài dặm, sớm đã át âm thanh quan quân kêu gọi. Súng kíp chế tác tốn thời gian, chính là chân vật hiếm lạ, đặc biệt súng ngắn càng chân quý, nếu không phải là nhân vật quan trọng của triều đình, người bình dân cho dù giàu có cũng hiếm khi có được vũ khí phòng thân sắc bén như vậy. Động thái của Quỳnh Phương là để chân áp khí thế của những người đó, nàng mạo hiểm tính mạng, từ trong điện sắp sửa đi lên, cất cao giọng nói thỉnh thượng cấp của các ngươi lại đây nói chuyện. Nói Bắc Kinh Quỳnh các chủ muốn gặp hắn. Quan quân dẫn đầu hô, chuẩn bị bắn tên, cùng tiến thủ xuất thân binh nghiệp, chỉ tuân theo mệnh lệnh, bất luận mặt khác, hiệu lệnh vừa ra, sớm đã dương cung cải tên. Quỳnh Phương mặt đẹp kinh bạch, thầm nghĩ, gặp gỡ, kẻ điên, mạng ta xong rồi. Quỳnh Phương không chỉ là hậu nhân dòng chính của khai quốc đại công thần, cũng là chất nữ của đương kim hoàng hậu, những người này nếu bắn chết nàng không chỉ phải bồi bằng tính mạng của mình e rằng sẽ còn mang đến họa cho con cháu chỉ là nhìn bọn họ bộ dáng hung ác như thế nghĩ đến chức cấp không tới hơn phân nửa chưa từng nghe qua ba chữ quỳnh các chủ hôm nay chỉ sợ thật phải chịu khổ tai họa bất ngờ ngay khi mũi tên chuẩn bị phóng ra một hắc ảnh bay ra giữa sân bên trái là thiết quyền vung đánh bên phải là hàn kiếm bay tới phanh ù ù một quyền chém ra cự lực đâm xuống, tấm chắn chịu lực bị uốn cong, áp đảo quân tốt cầm khiên, mắt thấy trận khiên lộ ra một chỗ hồng, kiếm quang chợt nhào hướng quân tốt, nháy mắt đâm bị thương hơn 10 cung tiễn thủ, kiếm pháp cực nhanh, thế sở hiếm thấy. Mọi người trong chùa đều vui mừng, hét lên, tốt quá. Hai đại cao thủ cùng nhau ra chiêu, thế đạo quả nhiên lợi hại, một là mạc bắc tông sư chết nhĩ đan, một là hoa sơn kiếm khách phó nguyên ảnh, cũng chỉ có hai người đồng tâm hiệp lực mới có thể khắc chế thuẫn trận quái dị bậc này. Giờ phút này tấm chắn đã bị đánh nghiêng, thuẫn trận hiện ra sơ hở, chết nhị đan, phó nguyên ảnh buông tay ra, công tiễn thủ, kẻ buộc dây đều bị điểm huyệt đảo, khống chế trên mặt đất. Những người còn lại ảo ảo sông lên, song quái, tam côn kiệt lao về phía cổng chùa, quan quân dẫn đầu liên tục chỉ huy trận thức, lại đều bị đám người tống thông minh và trúc khang chặn lại, hai bên từng người chửi bậy, toàn diện đánh giáp lá ca. Quan quân dẫn đầu giận dữ hết, phản. Phản, giết chết bọn họ, đối phương không hề khoan dung, chết nhĩ đan cũng giết đỏ mắt, trong lúc nhất thời liền hạn nặng tay, đã đả thương ba mấy người, mỗi lần bị đại hắc thiên quyền của hắn đánh trúng, người bị thương tất nhiên thẳng tắp bay ra ngoài, liên tiếp xô ngã hơn mười người. Chết nhĩ đan chưa đã thèm, vung ra hai cú đấm, nhắm thẳng đầu quan quân chỉ huy, lực vừa phát ra, có thể kẹp đầu hắn đến vỡ óc mà chết. Bỗng nghe ngoài cửa một tiếng gào to, khoan hãy động thù. Thanh âm kia tới gấp gáp, bóng người tới cũng mau, một quan quân bay vào giữa sân, song trường đối song quyền, nội lực trường phong kích động lẫn nhau, chết nhĩ đan nhảy lên, người tới lùi lại hai bước, giải phóng nội lực cương mãnh hùng hồn của chết nhĩ đan. Chiết Nhĩ Đan chính là một trong số ít tông sư võ lâm. Đại Hắc Thiên Quyền của hắn có phách không trưởng khí, đủ cùng Thiếu Lâm Đại Kim Cương trưởng đối đầu, lấy võ công của Tô Dĩnh siêu tuy cao, cũng không dám chính diện đối đầu với mũi nhọn này, há liêu một võ quan vô danh, lại có thân thủ như thế. Mọi người xem đập vào mắt, mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đám đông tách ra, võ quan kia cất bước về phía trước, hỏi quan quân chỉ huy ảnh lùng nói, vừa rồi người nổ súng là ai? Quan quân chỉ huy chỉ vào Quỳnh Phương, quát, kẻ này. Hai người gần trong gang tấc đối đáp khi lại từng người để thanh kêu to, khàn cả giọng, nghĩ tới võ nhân này cử chỉ thô lỗ, đã quen thói như thế. Võ quan kia nhìn phía Quỳnh Phương, đã nhận ra nàng là nữ tử, lại quát hỏi, có biết thân phận người phụ nữ này không? Quan quân chỉ huy lớn tiếng, tự nói tên, nói là Quỳnh Phương. Võ quan kia liếc nhìn Quỳnh Phương vài lần, nhất thời A một tiếng, đột nhiên cong đầu gối, quỳ xuống cúi đầu, cất cao giọng nói, dưới trương ngũ quân đô đốc, Hà Đông du kích tướng quân Hùng Tuấn, tham kiến Quỳnh các chủ. Đầu gối mới chạm đất, bỗng nghe thấy một vài tiếng len keng từ trong điện, đao bên hông chạm đất, rất nhiều bộ tốt quỳ gối theo quan quân kia. Người chỉ huy quỳ một gối xuống đất cúi đầu chính là hành lễ khấu đầu cửu bái một kiểu hành lễ lớn đối với các tướng lĩnh trong trại. Một khắc trước đằng đằng sát khí, nào biết thượng cấp nhất bái đảo, không cần đôi câu vài lời phân phó, mãn chàng sĩ tốt liền đã tùy theo quỷ xuống, kinh hướng địch nhân lễ bái, liền quan quân chỉ huy lúc trước hung ác kiêu ngạo cũng không ngoại lệ. Mọi người nhìn thấy tình huống này, vừa vui mừng vừa kinh ngạc, vui mừng vì cuối cùng cũng có người thức thời, kinh ngạc là không ngờ rằng binh mã kỷ luật nghiêm minh như thế thật sự là cử thế tinh nhuệ khó gặp. Văn kiện quan trọng trị quân đệ nhất là đó là quân pháp nghiêm trình, mệnh lệnh truyền xuống, không cần một chữ giải thích, bộ tốt chung một ý niệm, không có tư tưởng tự thân, tác chiến là lúc nhất định toàn quân anh dũng, không có tư tâm. Quỳnh Phương nhìn đến âm thầm sợ hãi, thầm nghĩ, lộ quân mã hoàn mỹ như thế, mặc kệ ở trong tay ai, đều có thể trở thành vương, người dẫn đầu rốt cuộc là ai vội vàng xem quần áo của hùng tuấn người này khoảng ngoài 30, bộ ria mép ngắn tướng mạo đường đường lưng hùm vai gấu đang định nhìn lại lại thấy chiếc thắt lưng đen bên hông có hình rồng quỳnh phương a à một tiếng vội vàng kéo quyên nhi lại thấp giọng nói là thuộc hạ của tỷ phu ngươi quyên nhi vội vàng nhìn quả thấy trên bội đao của người nọ có khắc đầu rồng đúng là tinh anh dưới trướng ngũ quân đại đô đốc chẳng trách hiệu lệnh chỉnh tề kỷ luật nghiêm mệnh như thế. Quỳnh Phương trầm ngâm sau một lúc lâu, liền đưa mắt ra hiệu với Phó Nguyên Ảnh, vị kiếm thuật sư phạm này khôn khéo nhất, mỗi lần gặp chuyện lớn, nhất định để hắn ra mặt nói chuyện. Phó Nguyên Ảnh trả lại kiếm vào vỏ, tiến lên hàn huyên nói, hùng tướng quân công cụ bận rộn, lại còn làm phiền ngài đường xa lại đây, sao dám đảm đương. Hùng tướng quân không để ý ông, chỉ nhàn nhạt nói, người không có chức vụ quan trọng, lùi xuống đi, thỉnh Quỳnh các chủ tiến lên nói chuyện. Hai bên quân sĩ lớn tiếng truyền lệnh, thỉnh Quỳnh các chủ tiến lên. Khẩu khí này là thăng trướng lên lớp, quân pháp thẩm vấn, lại muốn Quỳnh Phương như thế nào cam tâm khuất tung. Thiếu các chủ trong cơn giận dữ, khó khăn nhịn xuống cơn tức giận, giờ phút này lại phát tác, mang nói, phó sư phạm, thế bổn tọa hỏi rõ lai lịch của cuồng nhân vô lễ. Chúng ta hồi kinh tấu minh quốc trưởng, tra xét xem nàng chưa bao giờ tự xưng bồn tỏa, giờ phút này đối phương đã muốn lên mặt, trong lòng tràn đầy tức giận, tự cũng không cần khách khí. Phó Nguyên Ảnh được lệnh tiễn, cùng có Hoàng hậu quốc trưởng chống lưng, lập tức sửa sang lại y quan, chắp tay thi lễ, bước tới cười nói, hùng tướng quân, ngài quân chức không tới, thỉnh lui xuống đi, thỉnh thượng cấp đến nói chuyện, nói Quỳnh quốc trưởng có chuyện muốn hỏi. Muốn hỏi hắn vì sao dung túng cấp dưới, bắt nạt chất nữ hoàng hậu. Phó nguyên Ảnh từ trước đến nay luôn mỉm cười giúp mọi người làm điều tốt, lúc này lại lời lẽ sắc bén, khiến đối phương phải khó xử. Quốc trưởng Phát Huy, Hùng Tuấn kia đương nhiên biết lợi hại, nào biết hắn vô tình nhiều lời, chỉ nhàn nhạt, nhạt cười vài tiếng, quay lại nhìn thi thể trên mặt đất. Quân tốt lúc trước bị Tống Thông Minh bắt làm tù binh, lúc sau cắn lưỡi tự sát, tính cách mạnh mẽ. Hùng Tuấn thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, muốn gặp thượng cấp Hùng Mỗ không phải dễ dàng sao? ai trái với loạn kỳ thì đứng ra theo ta hồi doanh chịu thẩm vấn phó nguyên ảnh còn chưa nói xong đối phương lại công khai mở ra một bản sự án phó nguyên ảnh thở dài nhàn nhạt, nhạt nói hùng tướng quân người thật không nghe đạo lý sao hùng tuấn lạnh lùng thốt quân pháp đó là đạo lý kẻ gặp rắc rối đứng ra hai bên nhìn nhau biết chuyện xảy ra hôm nay rất nghiêm trọng chỉ là Hùng Tuấn tay cầm mấy ngàn binh mã, muốn Quỳnh Phương lại chỉ có mười mấy người, cứng đối cứng, nghĩ đến sẽ bất lợi. Oanh một tiếng, một hòn đá bay lên khỏi mặt đất, lao thẳng về phía Hùng Tuấn. Chính là chết nhĩ đan dơ chân đá tới. Xem hắn đầy mặt hỏa khí, đã muốn ra tay đại sát, lực đạo phi thạch cương mãnh Hùng Tuấn không dám dùng tay tiếp, chỉ lấy cương đao ngăn cản, ánh lửa bắn ra bốn phía, thân đao đong đưa không thôi hùng tuấn thối lui một bước về phía sau lạnh lùng thốt các ngươi lại phạm sai lầm người đâu ngoại trừ quỳnh các chủ bắt giữ toàn bộ những người còn lại để tra hỏi soát soát mấy chục thanh âm vang lên quân tốt trong điện đều đã giơ binh khí lên hùng tuấn chừng mắt quỳnh phương muốn nghe ý tứ nàng như thế nào quỳnh phương đánh giá lợi hại bất đắc dĩ đã muốn phục tùng nào biết chiết nhĩ đan không chịu quản thúc trong cơn giận dữ đã xé rách áo trên nhìn hắn sải bước đi vào giữa sân nhìn hắn giơ lên song quyền hắc ảnh bao phủ quyền phong nghĩ đến chắc phải muốn giết trăm tên binh lính để chút hận dù sao hắn có khả hãn chống lưng đến lúc đó giết người đảo vong trở về mông cổ triều đình trung quốc có thể làm gì hắn thấy hai bên nói chuyện khi thế mạnh mẽ lại là một trận chém giết dễ xảy đến phó nguyên ảnh trong lòng âm thầm tính toán bên ta còn có một vương bài Liêu tới Hùng Tuấn không thể không nể mặt. Hắn liền đưa mắt ra hiệu, Quyên Nhi nhất thời ngầm hiểu, vội vàng nhảy vào giữa sân, hô, Hùng Tướng Quân, ta là sư muội trưởng môn cửu Hoa Sơn, thỉnh ngươi khoan hãy động thù. Hùng Tuấn nguyên bản uy phong bát diện, nói chuyện càng là trung khí mười phần, khi nhìn thấy Quyên Nhi, lại thở nhẹ một tiếng, đại đô đốc có một cô em vợ mạo Mỹ như vậy, trong quân phương danh lan xa, trung tướng quan liền chưa thấy mặt cũng từng nghe qua vị quyên nhị tiểu thư này. Hùng Tuấn là người dẫn đầu trước, quân tốt theo sau kho mình hành lễ, đồng thanh bảo kêu, quyên nhị tiểu thư. Mắt thấy quyên nhi nhẹ nhàng, trả lại nửa lễ, Quỳnh Phương nhíu mày kinh ngạc, nghĩ ngợi nói, xem ra ở bên trong quân doanh, mặt mũi quyên nhi còn lớn hơn ta. Em vợ đại đô đốc khẽ lộ mặt, liền làm rất nhiều quân sĩ ngậm miệng đứng trang nghiêm. Tống thông minh mắt lạnh đi, nhìn khuôn mặt tuấn tú hùng tuấn có chút đỏ lên, nghĩ đến tám chín phần mười còn có tài niệm, cười lạnh liền nói, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga sao? Mẹ ngươi đi tìm chết đi, quyền Nhi sợ hai bên vung tay đánh nhau, vội vàng nói, hùng tướng quân, tỷ phu ta tình hình gần đây như thế nào? Thân thể khỏe không? Hùng Tuấn không để ý lời châm chọc nhàm chán, chắp tay đáp lời, hồi quyên nhị tiểu thư, đồ đốc chính cung an khang, ngày ăn 10 cân thịt, đêm uống 10 cân rượu, cường du thiếu niên, ta hổ thẹn không bằng. Tài nghe ngoài cửa chùa tiếng khóc rung trời, quên nhi lén nhìn xem, chỉ thấy lần lượt từng nam nữ thoát y kiểm tra, một đám đông làm náo loạn, không ít phụ nữ che lại bộ ngực trần, ai khóc nỉ non, rất nhiều nam tử lăn ngã xuống đất, nghĩ đến đều bị đả thương. Thấy đám người Quỳnh Phương đưa mắt ra hiểu, vội nói, hùng tướng quân, tỷ phu ta không phải muốn các ngươi đối xử tử tế với bá tánh sao? Các ngươi đây là đang làm cái gì? Dừng lại ngay lập tức, Hùng Tuấn lùi lại một bước, gọi quan quân chỉ huy, trầm giọng nói, án của ngươi, ngươi tới nói. Quan quân chỉ huy, cao giọng nói, mệnh lệnh đưa ra. Tặc phỉ lẻn vào Kinh Châu, thiêu hủy lương thảo, ta chờ đuổi bắt kẻ cắp, một đường tiến đến nơi đây. Là cố tính kiểm tra bá tánh, tùy cơ ứng biến. Trúc Khang lắc đầu thở dài, tùy cơ ứng biến, cũng không nên cởi quần áo nữ nhân, làm chuyện ngu ngốc, tụ chúng nhiễu dân, xấu hổ triều đình, không sợ đại đô đốc nhà ngươi giết lấy đầu ngươi sao. Quan quân chỉ huy hai mắt trợn lên, cả giận nói, lớn mật cuồng ngôn. Trúc Khang hoảng sợ, cuống quýt thối lui về phía sau, chui về phía sau lưng phó nguyên ảnh, phó nguyên ảnh chắn trước mặt quan quân kia, cũng không có tranh cãi với hắn, chỉ quay đầu nhìn hùng tuấn thở dài hùng tướng quân xin khuyên ngươi một câu tên quan quân này làm việc lỗ mãng sau khi các hạ hồi doanh phải xử người này theo vương pháp phó người ảnh từ trước đến nay ôn hòa chu đáo nếu không phải lời nói việc làm đối phương không ổn đến cực điểm tất sẽ để cho đối phương đường lui liền hắn cũng nói chuyện như vậy có thể hiểu tâm tình đám người quỳnh phương như thế nào hùng tuấn ánh mắt trầm liễm lại lắc đầu không nói một lời. Phó Nguyên Ảnh có chút không vui, còn chưa kịp phát tác, bỗng nghe quan quân chỉ huy kia hai mắt trợn trừng, dâu tóc xóa ra, bước từng bước về phía trước, phẫn nổ quát, phụng luật bồn chiều. Tiền tuyến Kinh Châu là chiến địa khẩn cấp, mà tướng thừa hành thượng lệnh, thả chết vô hàng, tùy cơ ứng biến. Đến ba quy tắc này, quân mệnh cũng có không chịu. Hiện giờ tặc phỉ thân có hình xăm, hoặc là mãnh hổ, hoặc là hùng mã, cần phải thoát y nghiệm thân. Ta chờ kỷ luật nghiêm minh, tồn gì một tấc tâm gây rối, hóa ác quân tam lạm loạn pháp có thể so. Liền đại đô đốc đích thân đến đây, ta có gì phải sợ? Chúng quân tốt để thanh cao gào, dơ lên tấm chắn, lấy chấn quân uy. Mắt thấy đám người Quỳnh Phương cả kinh ngây người, Hùng Tuấn khẽ mỉm cười, giải thích nói, chư vị, thời gian chiến tranh không thể so ngày thường, xa trường cũng không phải quan trường, ta chờ quan quân xuất trinh, không nói cái gì giao thiệp nhanh nhẹn linh hoạt, chức cấp mọi người ở đây, liền cần gánh vác toàn trách nhiệm. Cũng nhân quân pháp như thế, chỉ cần đại đô đốc không ở hiện trường, mỗi chỉ huy đều nên dũng cảm nhậm sự, tự nhậm trách nhiệm đại đô đốc. Ngón tay hắn chỉ vào quan quân kia nói, nếu hắn hôm nay bắt không được thiêu lương tặc phỉ, sáng mai liền bị phán chảm, hắn hỏi hướng quan quân kia, nói, Châu Đông, ngươi sợ không? Quan quân kia hóa ra họ Châu tên Đông, nhìn hắn đứng trang nghiêm ngửa mặt lên trời, lớn tiếng đáp ứng, vì nước chết trận, tuy chết không uồng. Chương 9 em ây vực, hồi ba. Hùng Tuấn nghe trong điện còn có người khác, lại là một tiếng cười lạnh, rất nhiều thuộc hạ trong miệng một bên đếm hết, một bên bước vào thiên điện, thanh thế kinh người. Phó Nguyên Ảnh lo lắng tình cảnh quái nhân kia, vội nói, chúng ta đem người mang đi, đừng để gặp phải mầm tai họa. Nhớ tới quái nhân kia ở thác nước cây thế thần công, Quỳnh Phương lại khẽ mỉm cười, mắt to đồng xoay chuyển, nhàn nhạt, nhạt nói, các ngươi yên tâm, ở đây có ta đảm bảo, bọn họ nhất định sẽ không chạm vào người đó. Mọi người vẫn có nghi ngờ, Quỳnh Phương bang một tiếng, mở quạt xếp ra, quạt gió hóng mát, mỉm cười nói, mọi người yên tâm. Quỳnh Phương ta nhìn chúng người, nhất định không kém được. Lập tức ống tay áo phất một cái, dẫn đầu đi vào thiên điện. Mọi người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, hoa sơn song quái mắt thấy có trò hay để xem, sao có thể buông tha, một trước một sau, vội vàng đi theo. Đi vào điện, thấy một đám đông rất lớn, thiên điện đã không có chỗ đứng, tất cả đều là quân tốt. Đám người Quỳnh Phương đứng ở thần đàn nhìn, trong mắt xem đến minh bạch, chỉ thấy một người ngủ ở cáng, đang nằm nghiêng, đúng là quái nhân kia. Hùng Tuấn đang ở bên cạnh hắn đếm số, đã đếm tới 80. Xung quanh đều là những kẻ cầm dây buộc, sẵn sàng bắt người bất cứ lúc nào. Khó khăn lắm đếm tới 90, nghe được Hùng Tuấn hô, điêu dân lớn mặt. Đứng dậy chờ kiểm tra, quái nhân đi vào giấc ngủ Phật Niết Bàn, hãy còn nhắm mắt bất động, dường như thần bành tổ hôn mê 800 năm. Chúng quân tốt một đường đếm hết, càng niệm càng nhanh, càng niệm càng giận, Hùng Tuấn hô. 98, 99, chuẩn bị dây thừng. Năm dây thừng được rút ra, quấn quanh đầu, cổ và tứ chi, bị trói như ngũ mã phanh thây. Trong điện tiếng la rung trời, mười mấy tên quân sĩ tay kéo dây thừng, chờ mệnh lệnh. Hùng Tuấn lạnh lùng cười, nhưng mắt nhìn phía Quỳnh Phương, muốn nghe nàng cầu tình như thế nào nào biết nữ tử này hồn không thèm để ý, hãy còn ngáp một cái. Hùng Tuấn cả giận, phất tay hô, một, hai. Động thủ, dây thừng được siết chặt, tiếng vang truyền ra, hai mươi quân tốt hợp kéo năm điều dây thừng, bốn người một cái, thấy mọi người mặt đỏ tay hồng, ngả người về phía sau, mỗi người ra sức kéo về phía bên ngoài điện, cự lực truyền tới, yết hầu của quái nhân bị bóp nghẹt, tứ chi bị trói nhất định phải thảm gào dãy rủa nào biết hắn mộng sắc an tường ngủ ngon thơm ngọt, chúng quân tốt hùng phí sức thở hổn hển như trâu chân không di chuyển được nửa bước quái nhân rõ ràng đầu cổ và tứ chi đều bị trói bằng dây thừng lại vẫn nằm nghiêng ngủ bất đồng hùng tuấn rong lòng thầm giật mình hô thêm hai mươi người tiến lên bước chân lộn xộn lại thêm hai mươi quân tốt khỏe mạnh bốn mươi người hợp lực kéo cuồng thanh giận kêu thân mình quái nhân kia đột nhiên khẽ run, giơ cánh tay phải lên, chúng quân tốt cao giọng hoan hô, cử động rồi. Cử động rồi, lại thấy tay phải quái nhân hướng phía sau lưng, gãi gãi ngứa, quá đến sau một lúc lâu, dường như thoải mái, liền lại duỗi thân trở về. Hoa sơn song quái xem đến cười ha ha, Hùng Tuấn lại tức lại thẹn, vội vàng gọi người thêm, không đến thời gian một chén trà, Hùng Tuấn lại tăng thêm mấy chục người. Trong điện không mảnh đất cắm rùi, mọi người tăng lực lôi kéo, lại không cách nào làm quái nhân kia xoay người. Tiếng thở hổn hển giống như tiếng bò giống tới lui, quái nhân kia cũng không ngáy, nếu không càng làm cho người không chỗ dung thân. Tống Thông Minh cười ngã xuống, hét lên "Họ Hùng, vị lão huynh này là hảo bằng hữu của ta, chỉ có liếm bàn chân hắn mới có thể đánh thức hắn, ngươi vất vả chốt đi." Hùng Tuấn tức giận giống to nhào vào như cao phong mãnh sư, dùng chân đá mạnh vào lưng quái nhân, một âm thanh nghèn nghẹn vang lên, Hùng Tuấn mặt lộ vẻ đau đớn, cầm kiếm trông xuống đất, cúi đầu thờ hồn hển chắc chắn vì nội lực phản chấn, nhất định ăn lỗ nặng. Mọi người vừa buồn cười vừa kinh hãi, theo tiểu bạch long thuật lại, người nọ nếu thật ở thác nước. Sức nước mãnh liệt ở Bạch Thủy Hà cũng không khiến hắn suy sụp, khí lực của mấy chục danh quân tốt có tính là gì? Quỳnh Phương nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, vui mừng mặt phiếm mây đỏ. Phó Nguyên ảnh âm thầm xem, chỉ thấy khối gạch đá dưới thân người nọ chịu lực quá mức, đang có dấu hiệu vỡ vụn. Hắn a à một tiếng, thầm nghĩ dùng lực dẫn lực, đây công phu võ đang. Vốn tưởng rằng người này dùng thiên cân trụy thần công đối kháng một trung tướng quan, nhưng nhìn từ đây, quái nhân này đã sử dụng tâm pháp nội tại của mình để chống lại trung sĩ tốt. Lúc này mới khiến gạch đá bị chịu lực hùng tuấn kinh giận hét lên rút đao người này lớn mật vi phạm lệnh cấm vướng vào nghi án nghiêm trọng lương thảo nhất định là hắn thiêu hắn chỉ cần còn dám kháng cự không từ chúng ta liền giết hắn thiên điện ánh đao chớp động mấy chục thanh đao thép toàn bộ ra khỏi vỏ quỳnh phương một hơi trở ra nhìn không được cười khúc khích cao giọng hô hùng tướng quân người này hôm qua còn nằm không động đậy sao có thể thiêu lương Ngươi là nằm mơ thấy sao?" Hùng Tuấn sắc mặt đỏ bừng, hắn là người đầu tiên rút đao ra hô, "Xem ngươi có động đậy không?" Lúc này, quái nhân hét lên một tiếng, nháy mắt đứng thẳng lên, quái vật kia hai đầu gối không cần uốn cong, chỉ dùng một chút lực ở gót chân, đứng dậy cương thi, mọi người thấy thế, đều cảm thấy hoảng sợ, toàn bộ ngã đảo về phía sau. Bất động như núi, một khi cử động, liền đứng dậy với thế kinh thiên khuôn mặt có tròm dâu xấu xí bay lên từ mặt đất, suýt nữa đâm vào Hùng Tuấn, hắn hoảng loạn dùng trương quả lão đảo kỵ lư, lấy thân pháp bắt tiên say nằm xuống một bên rồi né tránh. Phó Nguyệt Ảnh trong lòng âm thầm suy tính, biết đây là vận dụng nội lực lấy gót chân làm điểm tựa, mới có thể như bánh xe xoay tròn đứng dậy. Tự nghĩ miễn cưỡng có thể làm được, nhưng muốn nước chảy mây trôi tựa như hắn, lại là trăm triệu không thể. Lúc này trăm danh quân tốt hãy còn lôi kéo dây thừng. Quái nhân kia đột nhiên đứng lên, mọi người cuống quyết thối lui về phía sau, dùng sức quá mãnh nhất thời người ngã ngựa đổ, theo sau hàng trăm binh lính ngã xuống, thân hình quái nhân căng lên, hàng trăm binh lính bật ngược trở lại. Xem quái nhân kia độc thân lập với biển người, giống như cổ một ngàn năm, dễ cắm vào lòng đất, mọi người hoảng sợ la hét, loạn choạng lăn lộn, thiên điện tràn đầy quân tốt chật vật. Hùng Tuấn trong đời chưa bao giờ nhìn thấy chuyện kỳ lạ như vậy để đao trở lên, cắn răng nói, ngươi, ngươi thật lớn mật. Hai chữ lớn mật vừa ra, quái nhân kia bỗng nhiên hai mắt mở, dường như đại mộng sơ tỉnh, Quỳnh Phương tuy rằng đứng từ xa, lại thấy ánh mắt quái nhân kia cực kỳ thanh triệt, liền như ngày ấy chứng kiến ở Thủy Liêm Động, ôn nhuận trong suốt, ánh mắt đảo qua mọi người trong thiên điện, Hùng Tuấn đứng mũi chịu xào, thế nhưng như chim sợ cành cong hoảng đến mau lui về phía sau quái nhân nhìn mọi người rồi nhìn xuống cáng dưới lòng đất mắt thấy có bình rượu mạnh liền lấy lên nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ thấy hắn uống đến vừa lòng để bình rượu trong lòng ngực làm như gối ôm chậm rãi nhắm mắt lại dường như lại muốn nằm ngủ chúng quân tốt kinh hãi nói lại ngủ lại ngủ hùng tuấn vội la lên rời giường của hắn nhanh lên chúng quân tốt kêu khổ thấu trời hô, kéo cáng ra. Kéo cáng ra, chúng tướng sĩ bị quái nhân kia bức cho luống cuống tay chân, làm trò hề, đám người Quỳnh Phương nhịn xuống, cố nén cơn đau bụng vì cười, hét lên, cao giọng hô, thiên tử gọi cũng không rời giường, tự xưng thần là ngủ trung tiên. Trong đại điện từng trận ồn ào, lại là tiếng mắng, lại là tiếng cười, người nọ cũng không để ý tới ai, vốn đã nằm chờ về cáng, chuẩn bị ngủ tiếp, bỗng nhiên, không ngờ lại ngồi dậy, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa, nghiêng mặt sang một bên, tựa hồ đang nghe cái gì. Người nó bất động không nói, giống như một cục đá, tùy ý biểu tình thủ thế, đều đủ để cho mọi người nín thở ngưng thần. Đột nhiên nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, lại không biết lại có việc lạ gì, vừa lúc cười, chết nhị đan cũng khẽ kêu một tiếng, thấp giọng nói điều gì đó, nhưng mặt nhìn phía ngoài điện, lại quá một lát, phó nguyên ảnh và tống thông minh nhướng mày ngay cả hùng tuấn cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa chùa quỳnh phương lòng tràn đầy mờ mịt đang muốn hỏi chuyện chợt thấy quyên nhi chỉ vào môi ra hiệu cho quỳnh phương im lặng sau đó nhắm hai mắt thấp giọng nói có tiếng động quỳnh phương mày nhăn lại đang muốn nói bỗng nhiên bên tai vang lên một âm thanh trầm thấp nàng cũng phát hiện ra đó là một âm thanh trầm nghèn nghẹt và nặng nề nói không nên lời là cái gì chưa bao giờ nghe thấy dường như không phải thứ gì đó đến từ thế gian này quỳnh phương liếc nhìn bầu trời bên ngoài chùa tiếng vang như là từ nơi rất xa phát ra lại không biết bắt đầu từ nào bụp bụp tiếng vang lại bắt đầu đột nhiên nghe tới dường như ma vật thái cổ ngo ngoe rục dịch lại tựa người khổng lồ thiên giới song thủ hợp trường đang rung thẳng vào màng nhĩ trái tim nhảy dựng lên mọi người đều bịt tay lại có thể cảm nhận được những tiếng động lạ khắp cơ thể. Hai thiếu nữ nhìn nhau, trong lòng nổi lên dị cảm, vì cân quái hoảng nói, đây là thanh âm gì? Sắp ăn Tết rồi, năm thú bò ra sao? Hùng Tuấn sắc mặt xanh mét, nghẹn ngào giọng nói, hai đạo quân chủ lực đã đến, kinh châu đại chiến, tùy thời đánh giết. Nghe được lời này, quái nhân kia bỗng nhiên hai vai rung động, hắn bước về phía trước, đi thẳng về phía cửa chùa. Hùng Tuấn tỉnh giác, phẫn nộ quát, giữ chặt hắn. Đừng để hắn qua. Tiếng vừa xong, dây thừng rớt trên mặt đất. Người nọ không biết dùng thủ pháp gì, nháy mắt liền đã cởi thoát dây thừng. Nhìn thân ảnh dơ bẩn đã biến mất trong đau thương, mọi người kinh nghi bất định, tiếng hét vang lên từ bên ngoài chùa, người nọ đã xuyên qua bức tường. Tất cả các lệnh cấm đều quái nhân phá vỡ. Lúc này căn bản đám người Quỳnh Phương và Quyên Nhi đã không thể kiểm soát được nữa. Hùng Tuấn vừa kinh vừa sợ, hắn đứng dậy, bật cao qua cổng chùa, đuổi thẳng vào đấu trường, mọi người ngạc nhiên, lần lượt chạy ra khỏi cổng chùa. Quỳnh Phương chen vào trong đám người, đứng ở đỉnh thềm đá, đôi mắt đẹp dịch chuyển, nhìn về phía bóng người đang khom lưng, nhưng thấy người nọ tay phải cầm bình rượu đang cúi đầu uống, tay trái xô đẩy về phía trước. 10 tấm chắn sừng sững như bức tường trước mặt, lại bị bức cho lui bước. Biển người chen chúc, lên tới hàng ngàn người, quái nhân lặng lẽ tiến về phía trước, giống như rẽ biển mà đi, mấy trăm người sau tấm chăn đều là đại hán cường tráng, quân lữ tinh nhuệ, giờ phút này khàn cả giọng, ngàn người nỗ lực dùng bả vai và cơ thể đẩy về phía trước, lại như chuồn chuồn đập vào cột trụ, hoàn toàn vô pháp ngăn cản người nọ đi tới, trận thức liên tiếp bị dồn nén bị áp chế có thể vỡ đê bất cứ lúc nào. Cảnh tượng quá mức kỳ lạ, nam nữ lão ấu đều ngơ ngác nhìn, tất cả đều im lặng. Người này di chuyển và giữ bình tĩnh. Người này động tĩnh tự nhiên, ngủ nằm như tôn sư núi cao, đứng dậy hành tẩu như sông lớn lao nhanh, không chịu tiết chế. Nhìn đến lúc này, mặc cho ai cũng đều lòng tràn đầy hoảng sơ. Tống thông minh cười gượng nói, cái này, đây là luyện như thế nào? Mọi người lặng ngắt như tờ, lại nghe Phó Nguyên Ảnh thấp giọng nói, thiên hạ đệ nhất đại thác nước tạo thành trăng. Mọi người nghe vậy, lại đều không tự chủ được gật đầu, nếu không phải thiên nhiên hiểm cảnh dày vò rèn luyện, ai cũng không thể tu luyện đến được tình trạng này. Đột nhiên, quái nhân ngửa mặt lên trời thét dài, như mãnh hổ bi gào, dưới sự chấn động của sóng âm, đương trường người ngã ngựa đổ, trận trượng liền bị hắn bức ra một con đường thông thoáng. Trung bá tánh thấy bắt được cơ hội, tất cả mọi người đều tranh thủ mang theo gia quyến. Tất cả đều tránh ở sau lưng người nọ, tùy hắn tiến về phía trước, khung cảnh đã đại loạn. Đột nhiên, người nọ phi thân nhảy lên, bay vọt qua đầu chúng quân tốt, mọi người sợ tới mức hoàng thanh kêu to. Vì cân quái cả kinh nói, này, tiểu tử kia đang chạy, chúng ta đuổi theo nó không? Quỳnh Phương giống như tiểu hài như gặp được người bạn mới lạ, lúc này đầy mặt hưng phấn, không khỏi kêu to, không thể thả hắn đi. Mọi người mau qua bắt hắn, đem hắn mang về Bắc Kinh. Lập tức là người đầu tiên chạy đuổi theo, song quái nhìn nhau cười gượng, hàng trăm người không ngăn cản được hắn, chúng ta làm sao bắt được. Trúc Khang cười nói, hắn không phải một đường đi theo chúng ta tới sao? Nào cần phải bắt, đi thôi, sau lưng phó nguyên ảnh, tống thông minh, tam côn kiệt xông về phía trước hộ giá, theo bước chân Quỳnh Phương chạy về phía đám đông thẳng hướng quái nhân đuổi theo. Quái nhân bắt đầu phát lực chạy vội, thân thủ vừa nhanh vừa kỳ quái, nhảy lên chạy như bay, liền ở trên đầu quân tốt nhảy lên không thôi. Giờ phút này phương hướng kinh châu hình như có dị động, không những trên không có ảnh lửa mập mờ, mà cách xa vài dặm còn có thể nghe thấy âm thanh trầm thấp, không nghỉ không ngừng. Quái nhân chạy dọc theo mọn nguồn tiếng vang, đấu đá liên hồi, trong giây lát chạy ra khỏi trận thức quân tốt, tự đáp xuống và chạy nhanh. Hùng Tuấn lúc này cũng xuất quân đuổi theo. Mọi người hô to gọi nhỏ, truy chạy không ngừng. Tệ người phi thân về phía trước, trước mặt lại là sân khấu kịch, phía sau dựng lên một giàn giáo cao vài trường. Hùng Tuấn đại hỉ nói, vây quanh hắn. Hắc ảnh buông xuống, trên đài người giả khổng minh sợ tới mức chân tay luống cuống, nhất thời cuống quýt ngồi sổm ngã xuống đất, vừa định hét lên, quái nhân hai chân bay lên không, từ trên đài cao bay vọt qua người này thả người vượt qua mấy trường, người giả khổng minh tất nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Lại vào lúc này, chúng quan quân chạy như bay mà đến, mọi người đồng loạt nhảy lên, đáp lên sân khấu kịch, nhưng đều ngã xuống đất, thảm không nói nổi. Người giả khổng minh kinh hồn phủ định, cùng người giả hoàng thúc hai mặt nhìn nhau, hai người đỡ nhau, đang muốn đứng dậy, bỗng dưng lại là một bóng đen khác lao tới, có tiếng quần áo sột soạt, người đó khoảng 20 tuổi, nhìn nàng mặc trang phục nho sinh, dùng sắc nhiễm nhiên, chỉ từ trên đài cao phi thân xuyên qua như đại bàng dương cánh. người này đúng là thiếu các chủ tử vân hiên, cháu gái quốc trưởng quỳnh phương. bay qua sân khấu kịch, trước mặt đã là một mảnh bình giã, quái nhân chạy qua đồng bằng, càng chạy càng nhanh, như mũi tên rời dây cung, bóng dáng càng ngày càng mơ hồ. quỳnh phương tâm hoảng loạn, liều mạng đuổi theo đột nhiên bên cạnh hai thân ảnh giành chức vượt qua, một người phi thân huyền truyền như bướm, lại là Quyên Nhi, một người như châu quỳ sát đất gia tốc, chân dài đi nhanh túng nhảy, lại là Triết Nhĩ đan. Một khi hai người này đuổi kịp, trong nháy mắt đã bỏ xa Quỳnh Phương phía sau. Trường lực chạy băng băng, nhất chú trọng nội tức, liền quá năm dặm lộ, công lực sâu cạn liền đã phân ra, bước chân chết nhĩ đan vững vàng, trước sau truy ở sau lưng quái nhân kia cách xa nhau ước chừng trăm thước. Quỳnh Phương mặt đỏ dần, kiệt lực điều tiết hô hấp, ngực phổi đau đớn, gần như bùng nổ, bước chân không tự chủ được mà chậm lại, quên nhi nguyên bản dẫn đầu, giờ phút này cũng đã chững lại, bị phó nguyên ảnh vượt qua. Quỳnh Phương, quên nhi khinh công tâm pháp vô cùng cao minh, hô hấp hơi thở, pháp môn phát lực thả người viễn siêu giống như nhân vật giang hồ. Nhưng hai nàng tuổi tác còn còn trẻ, nội lực chưa lâu dài bằng những cao thủ này lúc này dường như đã mất đi sức lực liền một đường thở dốc chậm rãi hành tẩu đám người song quái và tống thông minh lại nhất nhất vượt qua về ao lưng tam côn kiệt đuổi kịp liền cùng đi bên người thiếu các chủ đề phòng bất chắc càng đến gần tiền tuyến những âm thanh trầm thấp bên tai càng vang lên hết tiếng này đến tiếng khác bạch bạch đạp đạp càng thêm nặng nề quỳnh phương thấy ven đường đã như một đống đổ nát nhà dân bị thiêu rụi, rừng cây bị chặt phá, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dấu vết của lửa, không khỏi lòng mang sợ hãi, quyên nhi xem đập vào mắt, cũng là mặt đẹp kinh bạch, chậm rãi lại quá một dặm, đã có thể trông thấy thành trì kinh châu. Đám người Quỳnh Phương nhìn thấy đám người Tống Thông Minh đang đứng trên đường, lại dẫm chân tại chỗ, vội hỏi nói, sao các người không đi? Tống Thông Minh giơ ngón tay lên trời, ra hiệu cho Quỳnh Phương nhìn xem nàng trong lòng khó hiểu ngẩng đầu nhìn lại hách thấy bầu trời đêm kinh châu đầy hắc ảnh bao phủ cả tòa thành trì hình như yêu ma trời giáng song su trong lòng sợ hãi lẩm bẩm hỏi đây đây là cái gì tống thông minh nuốt nước miếng thấp giọng nói này này hình như là khói báo động song su là ý chỉ hai cô nương bên cạnh nhau đi cùng nhau ý trong chuyện là để chỉ quỳnh phương và quyên nhi mọi người dừng chân quan sát lại nghe trầm đục không ngừng dường như phía trước ẩn nấp yêu ma thật lớn làm người không dám tùy tiện đi qua khi đang còn do dự chợt nghe trên đường tiếng khóc rung trời có hàng trăm xe ngựa đang vội vã lao đi trên đường lại chính là bá tánh chạy nạn mắt thấy một người phụ nữ mang theo gia quyến đang khóc quỳnh phương măn cản hỏi trong thành xảy ra chuyện gì vậy phụ nhân kia hoảng sợ không chừng dường như bị mãnh hổ xua đuổi, không khỏi nhìn về phía sau, Hoàng Thanh khóc dòng nói, lại tới nữa. Lại tới nữa, ngươi còn ở đây làm gì? Mau mau chạy trốn. Phụ nhân kia khóc kêu đến cực kỳ thê thảm, càng làm cho trong lòng mọi người hốt hoảng. Trúc Khang khụ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong tay ong một tiếng, âm thanh trầm thấp như bị bóp nghẹt đã dừng lại. Phụ nhân kia vốn khóc nỉ non, đột nhiên cũng đã cảm thấy dị trạng, cố kìm nước mắt. Kinh Châu một mảnh lặng yên, nhưng lúc này giờ phút này lại chỉ có càng thêm quỷ dị, chân trời tuyết trắng phiêu phiêu, gió thổi qua khu rừng bị đốt cháy, yên tĩnh đến làm người hoàng. Trúc Khang kiềm chế không được, cười gượng nói, yên lặng quá. Hai chữ này rõ ràng đè thấp giọng nói, đột nhiên vừa nghe, lại có chút chói tai. Quỳnh Phương thấy khóe miệng phụ nhân kia phát run, đang muốn hỏi lại nội tình, tại một khắc này, phanh một tiếng vang lớn chuyển quá, làm người chấn động không ngừng, bầu trời đêm không ngừng vang lên những tiếng chói tai, thình lình đó là lôi chống trận vạn quân hai bên địch ta, như thiên lôi ầm ầm, như núi lửa phun trào, đinh tai nhấc óc, hóa ra âm thanh lúc trước mọi người ở trong trấn nghe được chính là tiếng chống trầm mãnh này. Người phụ nữ kia kinh hãi nói, tới rồi, tới rồi, chạy lấy mạng mau, đẩy Quỳnh Phương ra, vội vàng bỏ chạy, ba tánh xung quanh nối gót, chen lấn xô đẩy, toàn bộ chạy về phía chấn nhỏ. Mắt thấy song quái ôm nhau hoảng sợ, Trúc Khang cũng rúc vào phía sau tống thông minh, tam côn kiệt hộ vệ tiểu thư, khóa nàng ở giữa, Quỳnh Phương nắm chặt tay Quyên Nhi, trong tay tràn đầy mồ hôi. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc không biết như thế nào cho phải, bỗng nghe phương hướng kinh châu vang lên tiếng ca hùng hồn, lại có mấy vạn người cùng hát vang. Tiếng ca ủ rột, không thể phân biệt, chỉ thấy trong bóng tối, nơi xa xương đen sơn dã sáng lên một mảnh lại một mảnh quỷ hỏa, xem quân dung chi thịnh, thẳng là trước đây chưa từng gặp. Rồng dài rắn lửa dần dần xoắn ốc xuống núi, ven đường quấn quanh, dường như muốn cuốn chết kinh châu thành. Quỳnh Phương lấy ra ống ngắm nhìn, đập vào mắt chứng kiến, đầy khắp núi đồi kia tất cả đều là ma binh quỷ tốt, những người này trần trụi thân trên, cầm đao sắc lớn, có trang phục người hồi đầu triền khăn trắng lại có hương trường bá tánh tầm thường chỉ là dù ăn mặc thế nào trong miệng đều hát vang không dứt tống thông minh mượn xa ống nhìn xem vừa nhìn thân thể khẽ run lên mấy năm không gặp lớn mạnh tựa châu chấu sao có thể được như thế này đúng lúc này sau lưng vọt tới một người đúng là hùng tuấn hắn mang theo rất nhiều quân tốt để thanh quát các ngươi đừng lại gây chuyện tặc phỉ nộ thương lập tức muốn công thành còn không mau mau quay đầu. Quỳnh Phương chưa nói chuyện, trong tay bảo vang một tiếng, trên thành trì ầm vang nổ mạnh, vang lớn chuyển quá, một góc thành nam bắt đầu sụp đổ, rơi xuống vô số bùn cát đá khối. Đại chiến đã bắt đầu, tiếng giết nổi lên, đám người Quỳnh Phương đang chen chúc trên đường, chỉ thấy trước mặt bá tánh nối liền không dứt, toàn bộ lao về phía họ, chuyển xem sau lưng tiếp, từ chấn nhỏ đến đây, viện quân từ triều đình không thể không theo kịp đám đông hai bên xô sát, các quân sĩ quất roi xô đánh ba tánh, bức cho bọn họ kinh phục tán loạn, lần lượt lăn vào ruộng ven đường. Chính mắt thấy loạn thế chiến hỏa, đám người Quỳnh Phương hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấp thòm. Trúc Khang sợ hãi nắm lấy tay Tống Thông Minh, thở hồn hển Tống. Tống Huynh, ta, ta cũng không nên cùng, cùng những người đó đối mặt Tống Thông Minh tỉnh giác, vội nói, Quỳnh các chủ, phía trước tình thế phân loạn, chúng ta về chấn nhỏ trước rồi nói. Quỳnh Phương nghĩ đến phó nguyên ảnh, Hoàng Thanh nói, không được, phó sư phạm còn ở phía trước, tống thông minh lắc đầu. Phó nguyên ảnh võ công như vậy, nhất định có thể cứu được chính mình, chúng ta đi thôi. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, lời nói đều có vẻ hoảng sợ, đang định quay đầu rời đi, lại nghe một tiếng thét chói tay, quyên nhi không biết làm sao, thế nhưng đẩy mọi người ra, tự chạy như bay về phía trước mọi người đại kinh thất sắc cùng hét lên ngươi làm gì vậy dừng lại quyền nhi không hề để ý tới nàng cước trình kỳ mau kẻ hèn chớp mắt liền đã chạy ra trăm thước nghênh diện chạy về phía đám đông chạy nạn trong giây lát không thấy bóng dáng quỳnh phương sợ quên nhi xảy ra chuyện đành phải vùng dậy đuổi theo song xu một người chạy một người đuổi tùy thời sẽ chạy vào trong chiến trường tống thông minh trúc khang bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chạy như bay qua. Không bao lâu, Tam Côn Kiệt cũng đã đuổi tới, mọi người ven đường xô đẩy bá tánh, một đường kêu to, chỉ là cách chiến trường càng gần, tiếng giết càng đinh tai nhức óc, tiếng la liền chính mình đều nghe không rõ. Càng đừng nói là Quyên Nhi, Trúc Khang lớn tiếng kêu hỏi, nàng vì cái gì muốn bỏ chạy chứ? Nàng muốn tìm phó sư phạm sao? Quỳnh Phương mở mịt lắc đầu, lại cũng không biết là duyên cớ nào lại đếm rõ số lượng trăm thước, phía trước hiện ra cờ nhật nguyệt, hàng rào chiến hào liên miên vài dặm, mấy vạn danh trọng giáp bộ tốt để đao mang thương, trốn với chiến hào bên trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân số tuy nhiều, lại là lặng yên không tiếng động. Đoàn người Quỳnh Phương đi vào sau lưng trận thức, bỗng nghe một người để thanh hét to, khẩu lệnh. Quỳnh Phương hoảng sợ, còn chưa kịp nói chuyện, rất nhiều mũi tên đã quay lại, chĩa vào mọi người, một vị tướng quân thấy mọi người không trả lời được, giờ cao tay phải lên. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, khi người này vung tay phải lên, đó là tình huống bi thảm vạn tiễn xuyên tâm. Tống thông minh cuống quýt hét lên: chúng ta là con dân triều đình, đừng sang bậy. Tướng lãnh kia không để ý, nhất thời quát, xoát người. rất nhiều quân tốt dũng mãnh đi lên khám xét từng người một. Quỳnh Phương không muốn những người này đụng vào thân thể mình, buộc phải lùi né tránh về phía sau bỗng nhiên ánh đao chợt lóe cần cổ trắng như tuyết đã bị hàng chục thanh đao kề lên tam côn kiệt tiến lên giải cứu mấy trăm trường thương ngăn lại vô số cương đao chĩa vào những điểm yếu hại toàn thân khiến họ cũng không thể động đậy đây là chiến địa Mấy vạn người đối diện khai sát, chú trọng chính là tốc độ giết địch, giết địch đông người, nhân vật võ lâm tầm thường nếu không sở trường về trường đao trọng kích, chỉ dựa vào kẻ hèn cận chiến vật lộn, căn bản khó từ biển người sông ra. Nếu là hạng người thể lực nhỏ yếu, càng là tử lộ. 6. Chương 9 em ây vực, hồi 4. Kết thúc chương 9 hồi cuối này gai cấn, hồi hộp hay quá, tiểu nữ bố hoàn nghị xuất hiện, đẹp trai a à, à. ngũ định viễn xuất hiện, mất dần hào cảm với ông sau vụ cả nhà liễu ngang thiên bị giết hại, ma vương tần trọng hài cũng xuất hiện ở đoạn cuối, càng đọc càng hay a à, a. À quỳnh phương đã bị khống chế nhìn thấy rất nhiều nam tử duỗi tay lại tùy thời sẽ phải chịu nhục bỗng nghe một tiếng kêu nhẹ đừng chạm vào nàng ấy nàng là cháu gái quỳnh quốc trượng quỳnh phương ai dám chạm vào thân mình nàng chu sát cả nhà quỳnh phương đưa mắt nhìn kỹ là một nữ tử trong đám đông đang hét lớn mạo hiểm giải vây cho mình đúng là quyên nhi nhìn nàng tay trái cầm kiếm nhưng mạch môn lại bị một người khống chế người nọ mặc tăng bào, đầu đội mũ sắt, nguyên bản ngồi ở trên ghế, khi nghe thấy hai chữ Quỳnh Phương, vội vàng đứng dậy, hoảng nói, Quỳnh thí chủ tới rồi. Quỳnh Phương đưa mắt nhìn lại, người nọ thân mặc tăng bào, tay cầm mâu thép khoảng 10 trường, hắn đi đến trước mặt chính mình, đưa mắt ra hiệu, rất nhiều trường đao rời khỏi cổ, vô số quân tốt liền thủ ở một bên. Người nọ cởi xuống mũ sắt, để lộ cái đầu chọc đầy sẹo, quả nhiên là hòa thương quỳnh phương kinh hồn chưa định cố gắng hết sức tập trung cười gượng nói đại đại sư pháp hiệu xưng hô như thế nào nam tử đầu chọc chắp tay khom người tự đạo pháp danh tiểu tăng linh huyền tham kiến quỳnh thí chủ đám người tống thông minh lúc này cũng được buông ra nghe được hai chữ linh huyền đều vừa mừng vừa sợ thiếu lâm tự linh huyền đại sư tới thật sự kính đã lâu đạt ma viện trung tam bảo thánh La Hán đường tiền tứ kim cương, Quỳnh Phương tuy chưa từng đến thiếu lâm tử, nhưng cũng nghe người ta nhắc đến, đương kim tứ đại kim cương chính là chân huyền như thức, vị linh huyền đại sư trước mắt này chính là thủ tọa La Hán đường, đứng hàng tứ đại kim cương. Mọi người vừa nói xong, một vị tướng quân bò ra khỏi chiến hào, nghe hắn lớn tiếng nói, lại là các ngươi những người này. Đại chiến sắp bắt đầu, thỉnh các ngươi sớm chút rời đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta phải giải thích với triều đình như thế nào. Mọi người nghe khẩu khí hầm hực của người này, quay đầu nhìn, lại thấy Hùng Tuấn kia đã tới. Địa vị của Lê Huyền cao hơn Hùng Tuấn rất nhiều, thần sắc lại rất khiêm tốn, nghe hắn hỏa nhã nói, không sao đâu, chúng ta còn chưa sung phong, các vị thí chủ này vẫn còn thời gian rời đi. Đối đầu kẻ địch mạnh, Linh Huyền không thay đổi bản sắc võ tăng thiếu lâm, vẫn cùng mọi người nhất nhất chào hỏi, tất cả đều là giang hồ lễ nghĩa. Hắn sai người buông quên nhi ra, tạo thành chữ thập khom người, thật là xin lỗi. Trên chiến trường, tiểu tăng không thể mặc cho quyên thí chủ phạm hiểm, chỉ có thể đắc tội. Quỳnh Phương thấy quyên nhi không vấn đề gì, nhất thời an tâm, vội nói, nơi này. Nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hùng Tuấn vừa nghe Quỳnh Phương tới hỏi quân tình, nhất thời liền đưa mắt ra hiệu, Linh Huyền lại không hề cố kỵ nói, không dối gạt thí chủ. Một tháng trước, tặc phỉ nộ thương công phá hán trung, ba mặt vây khốn tương dương. Chỉ cần thành kinh châu bị phá, con đường vận chuyển sẽ bị cắt đứt, tương phàn tùy thời cạn lương thực. Thành tương dương cao và sâu, mấy chục vạn nhà dân là nơi khó tấn công nhất, trước nay đệ nhất khó công, ai ngờ lại chịu khổ bị quân địch vây quanh. Nếu trấn quan trọng hạng nhất Tây Nam này bị thất thủ, thiên hạ tất nhiên chấn động mọi người nghe được tình hình chiến đấu khẩn cấp như thế, tự đều hoảng sợ vô ngữ. Linh Huyền chỉ vào Kinh Châu, lại nói, thành Kinh Châu này mấy tháng qua chịu vây không dưới ba lần, đến nay chết trận hai mươi mấy đốc quân, bá tánh lang bạt kỳ hồ, tặc phỉ tới lại đi, đi rồi lại tới, bên trong thành sớm đã bị tàn phá không thể chịu đựng nổi. Trúc Khang Hoàng nói, chúng ta ở Bắc Kinh, chưa bao giờ nghe qua mấy tin tức này. Này, này lại là sao lại thế này? Hùng Tuấn nghe được lời này, nhất thời ho khan liên tục, Linh Huyền nói, triều đình không muốn ba tánh hoảng sợ mới giấu tin tức. Chư vị thí chủ nếu không có việc gì, vậy mau trở về đi. Tống thông minh thấp giọng hỏi nói, Kinh Châu Thủ được không? Linh Huyền vẻ mặt mờ mịt, chuyển mắt nhìn Hùng Tuấn. Mọi người run giọng nói, không được sao? Hùng Tuấn ngữ khí bình đảm, nói, thành con người còn, thành phá người vong. Vài tướng lãnh chúng ta trước khi Nam Hạ, đều đã dặn dò hậu sự, có gì phải sợ. Nói mấy lời vừa rồi càng hiện ra khi phách võ nhân không sợ chết. Mọi người đều nghĩ đến những ngày tháng yên bình ở kinh thành trước kia, nhìn đến tướng sĩ sa trường vất vả, đều có cảm giác kính nề. Mọi người đang nói chuyện thì đột nhiên tiếng kèn đồng loạt vang lên, chống trận cùng vang, trong bóng đêm quân địch đồng thanh giống giận một tiếng động kinh tâm động phách vang lên, thiên địa ảm đạm không hề còn có tiếng động khác. Mọi người tâm run dày dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy những bóng đen tản mát nơi hoang vu, pháo xa từng chiếc kéo sắp xuất hiện tới, quân địch đã bày trận. Thành trì chiến cùng bình nguyên chiến tùy thời xuất trận, Quỳnh Phương sợ hãi, vừa định nói, bỗng nghe những tiếng hét như sấm sét từ vị trí bên ta, vang xa mười dặm, vô số tướng sĩ rốt đao chỉ lên trời cuồng thanh kêu gọi. Quỳnh Phương bịt tay lại, tiếng hét của Linh Huyền truyền qua lòng bàn tay, lọt thẳng vào tai, nghe hắn cao giọng nói, trung tướng quan nghe lệnh. Đè bẹp xe pháo, đẩy ngã thang mây, để vạn dân bình an, ta vì nước hy sinh thân mình, ngày sau vĩnh đăng cực nhạc. Trung tướng sĩ phát ra tiếng hò hét, thoáng chốc mở ra hàng rào, lao về phía chiến trường. Một quan quân dặn dò Quỳnh Phương, chiến công thành bắt đầu quân ta đã sung phong, vô lực bảo hộ các vị, thỉnh mau mau rời đi. Nhưng nghe bộ tốt địch quân cao giọng hò hét, yêu vật cao mấy chục trượng từ biển người đi ra, đúng là thang mây công thành, từng tỏa đều cao như thông thiên tháp, đập thẳng đầu tường, sau thang mây là pháo xa, hàng trăm chiếc được kéo vào chiến địa, dựa vào quân tốt sung phong liều chết mở đường, mới vừa rồi một thước lại một thước đẩy mạnh, tính đến thành trì vừa vào tầm bắn, liền muốn nã pháo oanh tạc chiến trường hỗn loạn, binh đao va chạm khắp nơi, mọi nơi đầy chém giết, phía tấn công nóng lòng lập trận nã pháo, dùng hết sức mình đánh đổ cổng thành, bên thủ toàn lực va chạm trận địa địch, tuyệt không để họ có thể nã pháo. Đám người hùng tuấn, linh huyền đều đang toàn lực giết địch, chỉ là địch quân cường hãn quả cảm, ngay cả linh huyền võ công cao cường, cũng có người có thể cùng hắn đơn đà độc đấu, đấu mấy chục chiêu đều không rơi xuống thế hạ phong lại không biết người đến là ai. Đám người Quỳnh Phương ngơ ngác nhìn, đột nhiên nhìn thấy kẻ địch xoay nòng khẩu pháo, nghĩ đến phát giác nơi đây mai phục, ẩm vang nổ vang, ánh lửa hiện lên, lên khiến tai Quỳnh Phương như tê giải, mê mang, nhìn thấy máu tươi, ánh lửa khói tràn ngập hàng rào, thi thể bay lên nát thành từng mảnh nhỏ. Quỳnh Phương luôn luôn dũng khí táo bảo, giờ phút này sắc mặt lại cũng tái nhợt, đôi vai càng phát run nàng chạy nhanh đi kéo Quyên Nhi, chỉ muốn nhanh chóng đưa nàng về trấn nhỏ, nơi này ai thắng ai thua, kinh châu thủ được hay không, cũng không phải nàng quản được. Quỳnh Phương duỗi tay kéo nhưng lòng bàn tay lại trống rỗng. Nàng luống cuống lên, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, kinh thấy một nữ lang đang xuyên qua hàng rào, tựa muốn bước vào tiền tuyến, xem bóng dáng đúng là Quyên Nhi. Quỳnh Phương lao tới, một tay kéo nàng xuống, hét lên, dừng bước không thể đi qua. Tình cảnh chém giết như vậy, Quyên Nhi lại dường như mất trí, muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Quỳnh Phương giữ chặt nàng, Quyên Nhi lại dẫy dụa không ngừng, hai người một đẩy một kéo, rồi lăn xuống từ đồi nhỏ, rơi thẳng xuống chiến trường. Tam Côn Kiệt và hai người Tống Trúc Hoàng Thanh kêu to, liền cũng xuyên qua hàng rào, vội vàng tới tim. Quỳnh Phương cùng Quyên Nhi lăn vào bụi cỏ, mắt thấy bạn tốt cử chỉ dị thường. Quỳnh Phương thở dốc không thôi, ra sức ôm lấy nàng, lạnh giọng liền nói, bình tĩnh. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Quyền Nhi khóc lớn, tránh ra. Ta rất nhớ sư phụ, rất nhớ A Ngốc. Đừng động vào ta, đừng động vào ta. Quỳnh Phương A một tiếng, đã hiểu rõ, thì ra là thế, hai người quen biết 10 năm, lần đầu thấy nàng khóc khóc, hóa ra là vì căn do này. Ngự tứ vượng vũ đường sĩ khiêm là người đứng thứ hai nộ thương sơn, nhân xưng thanh y tú sĩ. Vị thuật sĩ chính giáo kinh động này không phải ai khác mà chính là trưởng môn cửu hoa sơn năm xưa, cũng là thân sư đích truyền của thiếu nữ trước mặt này. Quyền nhi gào khóc thảm thiết, nằm khóc nức nở trong vòng tay bạn tốt, Quỳnh Phương nghe nàng khóc đến chua xót, đang muốn mở miệng an ủi, kinh thấy trước mắt cây đuốc chiếu giỏi, đau thương sáng chói đi về phía bãi cỏ, trên cờ thiêu tây nam lộ nhìn tới tuyệt không phải binh mã triều đình. Quỳnh Phương lần đầu tiên trong đời giáp mặt nghịch phỉ, toàn thân không khỏi run rẩy. Bỗng nghe tiếng kèn vang, quân địch đã phát hiện ra mình, hắc ảnh cuồn cuộn, không biết có bao nhiêu người, Quỳnh Phương kinh hoàng kêu to, mắt thấy trận địa bên ta ước chừng ở sau lưng mấy trăm thước, giờ phút này nếu muốn còn sống, chỉ có cấp tốc trốn trở về, nàng kéo quyên nhi lại, dùng hết sức lực chạy ngược về phía gò đất gió mạnh quét qua sau lưng đại đao chém ngang bổ về phía chính mình nếu bị trúng chỉ sợ không cắt thành hai đoạn thì cũng bị lưỡi đao dày nặng đâm chết quỳnh phương tâm hoảng loạn đành phải nhấc chiếc quạt sắt lên để chặn lại một tiếng động lớn vang lên chiếc quạt sắt được đúc bằng thép tốt không ngờ bị hư hại đại đao của đối phương rất nặng cổ tay đau nhức không cầm tay quạt được nữa binh khí hộ thân rơi xuống đất gió gào thét sau khi đại đao đánh rơi chiếc quạt sắt, nháy mắt, tăng lực, chém thẳng về phía chán Quỳnh Phương. Hai bên không oán không thù, đối phương lại hung bảo như thế, Quỳnh Phương tuy từng hành tẩu giang hồ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy báo thủ vô cớ như vậy, nhất thời chỉ có thể ôm đầu thét chói tai, mồi chờ chết. Một tiếng động lớn vang lên, trường kiếm bay ngang không trung, chặn đứng binh đao, người ra tay là Quyên Nhi, nàng bảo vệ Quỳnh Phương ở sau lưng cố nén nước mắt, hét lên, không được chạm vào nàng ấy. Không được, địch an tỏa trên lưng ngựa, trong bóng đêm nhìn không rõ diện mạo, hắn không nói một lời, chỉ tăng lực chém giết, đại đao trong tay trên cao nhìn xuống. Quyền nhi tuy rằng khinh công cao tuyệt, nhưng làm thế nào có thể sử dụng trong trận địa bên địch. Trường kiếm trong tay càng bị cực lớn vạn cong, Quỳnh Phương từ trong lòng lấy ra súng kíp, hét lên, Quyền nhi. Ta tới giúp ngươi đang muốn nổ súng, trong giây lát thiên diêu địa chấn, bầu trời đêm bay tới một vật, trong phút chốc máu bắn tứ phía, đầy mặt song su, trước mặt lại là một khối tảng đá lớn kinh thiên, ép kẻ địch thành bánh nhân thịt. Song muội còn chưa kịp quay đầu hết, bên cạnh đạn pháo nổ tung, đánh vào họ cách đó 20 thước, chân đến hai lỗ tai đinh nhức, nhị nữ kinh hãi rất nhiều, chỉ có thể ôm nhau khóc lớn. Giết, nơi hoang vu rộng lớn quân mã triều đình một đường chạy đến, toàn lực cùng nghịch phỉ chém giết, bắt đầu vật lộn máu chảy đầm đìa. Song Su nâng đỡ nhau, liều mạng chạy trốn trên chiến trường, âm thanh giết chóc che khuất thính giác của họ, nhưng phía trước lại đầy ánh lửa, Quỳnh Phương căn bản không thể phân rõ địch ta, nhất thời chỉ khóc kêu không thôi, lớn tiếng nói, nói cho ta. Đây là tiền tuyến sao? giang hồ đánh nhau chết sống so với nơi này chỉ như trò đùa của trẻ con khuôn mặt của những người trước mặt đầy hận thù và giận dữ mặc kệ biết nhau hay không gặp mặt tức giết không có chiêu thức không có quy củ khắp nơi có thể thấy được tất cả đều là đầu người đầy trời hải cốt khắp nơi những kẻ yếu đuối tiểu nhân ở chỗ này chỉ có thể chết chỉ cần té ngã xuống đất nháy mắt liền bị một đao thọc chết mà quân tốt đang đứng thẳng kia lại bị ma long tuấn mã cắn nuốt. Không có cảm động lòng người quyết biệt, cũng nghe không đến di chúc từ biệt thê tiểu. Sau khi người bị đâm chết, cổ học hư ra âm thanh kỳ quái, lập tức bị át đi bởi những tiếng hú dữ dội và tiếng la hét giận dữ, tiếng khóc cũng không thể phát ra. Quỳnh Phương kinh hách quá đổ, không nói nên lời, ngược lại quyên nhi sau khi bị kích thích, đầu óc đã thanh tình rất nhiều, hơn phân nửa thời điểm đều dựa vào nàng bảo vệ Quỳnh Phương. Hai người dựa vào trường thảo yểm hộ, một đường quỳ sắt đất bò di chuyển, chân đẹp tay nộn đều bị cỏ khô cắt xước. Khó khăn thấy gò đất, đã gần đến trận địa bên ta, đang chuẩn bị dồn hết sức lực quay trở lại, chợt nghe trên chiến trường truyền đến từng trận hoan hô, dường như có gì đó đã thay đổi, song du trong lòng sợ hãi, nhìn trộm lại, chỉ thấy khắp nơi tử thi, một chiếc xe thang mây cao mất đầu tường xuyên qua biển lửa, một viên đại tướng uy vũ đứng thẳng trên đỉnh xe, dơ roi chỉ huy, chúng phỉ cùng hoan hô, hò hét như sấm, tiểu lữ bố. Tiểu lữ bố, quyền nhi nghe được ba chữ này, như sét đánh ngang tai, nàng đầy mặt nước mắt, si ngốc nhìn vị cao cao tại thương trên phía thang mây kia, đại tướng khí vũ hiên ngang, thấy hắn ra sức ném trường mâu, phi ảnh thẳng tắp bắn về phía đầu tường, trong giây lát đầu mâu đâm thùng biển treo cao, ba chữ thành kinh châu ầm ầm rơi xuống, bị trường mâu chọc rơi xuống đất. Chúng phỉ sĩ khí đại chấn, hô, xuống dưới. Xuống dưới, bá vương khi thế, bễ nghễ đầu tường, tiểu lữ bô khí vận đan điền, giọng nói có thể được nghe thấy cách đó vài dặm, hồn thanh nói, các huynh đề. Hôm nay đoạt được kinh châu, mở đường cho trận chiến tương dương, quân địch tiếng hoan hô sấm dậy, pháo thanh nổ vang, tiểu lữ bố quất roi giữa không trung ba một tiếng lại nghe hắn hết sức hét lên đẩy đẩy hạ kinh châu công chiếm trung nguyên đánh đánh hạ đầu tường giết địch muôn vàn xe thang mây chậm rãi tiến về phía trước vô số sĩ tốt liều chết kéo động dây thừng thoáng chốc đồng thanh hát vang chiều thăng đường tối lên giường tặc quan ô lại trộm ngân lược ăn thịt mẹ ngươi hào môn chiêu thiếp thảo mẹ ngươi không có thịt không có nước mắt để khóc thiên hạ bần hán tẫn treo cổ giết mổ dê bò chuẩn bị rượu sớm mở cửa thành giận một hồi nộ thương vào thành nạp lương thực tiếng ca bi phẫn ẩn mang trào dâng rồi lại hỗn loạn vô số cười ha ha làm người gấp đôi hoảng sợ rốt cuộc ầm ầm vang lớn thang mây đã hạ đầu tường tiểu lữ bố đề thanh hô lớn thiên hạ nghĩa sĩ nghe lệnh không đương sai không nạp lương thực rượu ngon mộng đẹp ngủ hoa đường Thống thống khoái khoái giận một hồi. Phương Thiên Họa kích chém ra, liền giết mấy chục người, ẩm ý kêu to, toàn quân vào thành. Cướp bóc Kinh Châu. Rất nhiều phản tặc từng người bò lên trên tường thành, toàn bộ liều chết sung phong. Tiểu Lữ bố bảo hộ xe thang mây, càng là gặp người lập tức giết, hung dũng vô cùng. Tình hình chiến đấu chuyển biến bất ngờ, Kinh Châu Thủ tướng vội vàng điều ra bát như hỏa nổ, mũi tên bậc lửa ánh lửa ảnh động vọt tới xe thang mây cung tiễn được cho là nặng ngàn cân phải mất hàng trăm người hợp lực mới kéo được dây còn được gọi là tam cung sàng tử nỗ chỉ cần một mũi tên ở giữa liền có thể bắn nghiêng xe thang mây tiểu lữ bố dẫn đầu hỏa kích đánh ra dùng hết sức bắn rơi hỏa tiễn trụ tiễn thô to như vậy bị chịu lực văng ra đã bắn lên trời nhưng cự lực truyền tới cũng khiến hắn nghiêng ngả lắc lư xe thang mây bị mãnh lực tác động, nhất thời nghiêng lay động, rất nhiều bộ tốt liền rơi xuống. Tiểu lữ bố toàn thân cháy, trong miệng lại cười ha ha, giống như điên cuồng, quân tốt hai bên tả hữu cởi túi nước tưới lên người hắn, hắn không để ý, chỉ ngẩng đầu kêu to, phá thành. Công phá thành Kinh Châu, lộ quân phía Tây cố gắng một chút, bước lên đầu tường đầu tiên, tường thành địch không chút nào nhụt chí cũng cao giọng đáp lại, thiêu chết bọn chúng. Người đâu? Toàn quân chuẩn bị hỏa nỏ, thiêu hủy xe thang mây. Điên rồi. Điên hết rồi. Cửa đông sụp xuống, quân coi giữ liều chết chống cự, không một người đầu hàng. Tây môn chiếm thượng phong, hỏa nỏ bắn nghiêng xe thang mây, hơn ngàn quân giặc ngã chết, những tướng sĩ chết thảm lại cười ha ha. Nhìn thấy tiểu lữ bố vẻ mặt hưng phân dẫn theo thuộc hạ lao nhằm phía đầu tường, mảy may không quan tâm đến mạng sống của mình quỳnh phương suy sụp vô ngữ nàng ôm lấy quyên nhi đang che mặt khóc cũng đã ngơ ngẩn ngã ngồi trên mặt đất những người đang chiến đấu đều điên rồi những người xem kịch cũng điên rồi nàng ngơ ngẩn nhìn địch ta hai bên chiến trường chém giết gào rít giận dữ trước mặt giống như địa ngục lại cũng giống như thiên đường khiến các anh hùng lần lượt cười vang rồi lại tự thiêu chết thảm xa trường chỉ là trận này chiến đến tột cùng là vì cái gì? Vì quân, vì dân, hoặc vì thứ vĩ đại cao quý gì, nàng lại một chút cũng không biết. Nàng vuốt tóc quyên nhi, nước mắt bất giác rơi xuống. Đột nhiên, một tiếng thét dài xuyên qua không trung, giống như một dòng suối trong trẻo trên đá, khiến toàn quân cảm thấy lạnh lẽo, dường như một cổ cuồng phong cuốn đi tiếng hò hét chém giết xa trường, sự yên tĩnh này thật cổ quái như thể căn bệnh câm đã biến thành ôn dịch, lây nhiễm vào cổ họng của hàng vạn người. Trong chốc lát, tiếng gió gào thét, trên xa trường chỉ còn tiếng huyết gió trống trải bi thương, không có âm thanh nào khác. Quỳnh Phương mờ mịt đứng dậy, kinh thấy thành chỉ phương Bắc một quân mã đi tới, từ trong bụi mù, Quỳnh Phương a à một tiếng, thấp giọng kêu, hắn tới. Đại đô đốc, đại đô đốc, chiến trường lại lần nữa nổ lên kêu gọi hoặc đầy cõi lòng vui sướng, hoặc tràn ngập kinh ngạc, từ yên lặng đến bạo loạn, những tiếng hét cuồng nhiệt đó thẳng tựa sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường đỏ rực. Quỳnh Phương tay cầm xa ống, si ngốc nhìn thân ảnh kia, không chỉ là nàng, toàn chiến trường ánh mắt mấy vạn người đều định ở trên người người nọ, dường như hắn là vô thượng thần minh, chỉ có hắn mới có thể ngưng hẳn trận đại chiến vô ngăn vô tận này. Long thủ đại đô đốc, là một người xứng đáng được các dũng sĩ đi theo, cũng chỉ có hắn mới có thể đưa ra quyết định đúng sai kết thúc cuộc chiến này. Xuất quân viễn trinh, trăm con tuấn mã ngồi thẳng 17 người, 10 thừa mười phương trận khoái mã, nhất đại chân long nổi danh khiến người táng đảm ngồi ngay ngắn, nam tử vai rộng eo dày đối mặt tứ phương, thân xuyên bố y, lệnh thét dài kia khiến người lặng ngắt như tờ bi thanh, từ trong miệng người này phát ra. Long hoàng động thế, thời khắc bảo quốc vệ dân đã đến. 16 danh thuộc hạ đồng thanh thét dài, đại đô đốc hiện thân, cả tòa thành trì đã sôi trào. Lúc này không cần binh pháp, không cần quyền mưu, tứ phương cửa thành mở ra, đại quân giết ra, trong thành ngoài thành toàn diện chiến đấu. Thắng bại chính là vinh dự, Hùng Tuấn cũng vậy, Linh Huyền cũng thế, mỗi võ tướng triều đình đều đang đợi giờ khắc này, mong có thể được kề vai sát cánh cùng đại đô đốc bất khả chiến bại tại đây một khắc gióng giạc hùng hồn mỗi người đều là nhất đại chân long kinh châu có thất thủ hay không không còn quan trọng nữa quan trọng chính là chính mình chết có ý nghĩa vì bá tánh quang vinh chết trận vì chính nghĩa hai chữ hiến thân từ đây liền có thể lưu danh muôn đời trở thành anh linh trung liệt đường trung thủ thành một phương sĩ khí đại trấn mỗi người giống như điên cuồng công thành không còn cách nào khác cầu thắng chỉ có tiêu diệt khi thế nơi phát ra toàn lực vây công nhất đại chân long. Giờ này khắc này, thành trì không hề là bia tiến công, chân long một khi suy sụp, sĩ khí đi xuống, kinh châu sẽ tự mình sụp đổ. Chủ tướng Tây Lộ nộ thương hợp lực truyền tiến, toàn diện bọc đánh long thủ đại đô đốc. Ở chiến trường vạn quân nhìn chăm chú, đại đô đốc tay không quay ngửa, độc thân dưới trận khoái mã, thân ảnh thiên tháp xài bước về phía trước vẫy tay về phía kẻ địch, tự ý bảo đối thủ phóng ngựa lại đây. Đệ nhất dũng tướng vương triều chính thống, một mình đấu chưa bao giờ ngộ đối thủ. Nhất đại chân long lấy một địch chúng, chủ tướng chúng tặc tây lộ không thể yếu thế, liền từ tiểu lữ bố dẫn dắt, toàn lực vây kín khai sát. Bọn họ không hề ngồi trên lưng ngựa, cao thủ đối tuyệt, ngựa chỉ có gây trở ngại tay chân. Phản quân cao thủ nhiều như mây, đao quang kiếm ảnh, khí công phi trường gắt gao bao lấy hán từ áo xám ở giữa. Vòng vây từ từng bước buộc chặt, một bộ lại một bộ chiêu thức tinh diệu thi triển ra tới, kiếm, quyền, kích, thương, tiên, mười mấy thân ảnh trầm mặc lăn qua lộn lại, một tia lửa tuôn ra giữa trận. Trần Long không chỉ có bị tập kích, cũng không ngừng phản kích, võ công hắn không có mảy may hoa xảo, quyền là quyền, chân là chân, nhất chiêu nhất thức, thẳng tu thẳng tiến, vừa mạnh vừa mau. Trong chốc lát thiết thủ ầm ầm đánh rớt, cùng trọng trưởng chính diện quyết đấu, trong chốc lát phi chân hung ác quét ra, đẩy ra trăm cân kim đao, hùng hồn nội lực nơi đi đến, đau đớn kêu rên không dứt truyền đến. Chí Dương chí cương dũng lực, giao xoa bước chân thân pháp nhanh nhẹn vô cùng, bất kể võ công thông thường như thế nào, cũng là đương thời nhất đỉnh tuyệt chiêu, mấy chục chiêu qua đi, lần lượt đồng bạn vô thanh vô tức mà chết thảm một tử sĩ xoay thân chờ dậy chỉ là mặc kệ tới bao nhiêu người đều không thể thương hắn mảy may liền tiểu lữ bố thân là chủ tướng cũng liên tiếp trúng trường chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà đáng sợ nhất chính là thiết bổ của nhất đại chân long vẫn còn đang ngủ đông đến giờ vẫn chưa được sử dụng tóm lại một câu chân long tỏa chấn tại đây vương triều chính thống phòng thủ kiên cố song muội mờ mịt ngây ngốc, ngơ ngẩn nhìn nhất đại chân long ra tay đại sát. Quỳnh Phương đã từng gặp ngũ đại đô đốc này, lúc ấy chỉ cảm thấy nam tử mặt chữ điền này hào phóng hiền hòa, khiến người nhớ không nổi ngũ quan hắn. Nhưng bây giờ liếc mắt một cái nhìn lại, Quỳnh Phương lại rốt cuộc không thể quên được tướng mạo hắn. Có lẽ lên thần thuộc về chiến trường, chỉ có trên chiến trường Tu La mới có thể nhìn thấy được diện mạo chân thực của hắn. Quỳnh Phương lẩm bẩm tự nói, thân mình lung lay sắp đổ, đột nhiên cảm thấy cơ thể căng cứng, thực sự bị ai đó ôm vào ngực. Nàng tỉnh giác, nhìn thấy cảnh vật hai bên lướt ngược về phía sau, quay đầu nhìn lại, trên lưng ngựa lại là phó nguyên ảnh. Một bên quyên nhi cũng được bế lên, nhìn hắn tay cầm đao lớn, đầy mặt trầm ổn, lại là chết nhị đan. Hai người toàn lực hộ vệ, trong giây lát gian liền mang song xu về trận địa. Lúc này phỉ cân quái, bàn tính quái, tam côn kiệt đều ở trên ngựa, năm người chỉ huy ngựa dùng hết sức lực chạy trốn về phía chấn nhỏ. Quỳnh Phương nhớ tới quái nhân kia, hoảng nói, kia, người kia đâu, tìm được hắn không, phó nguyên ảnh thấp giọng trấn an, hắn hẳn là đã về chùa, chúng ta trở về lại nói, Quỳnh Phương chấn kinh quá độ, nhất thời lung túng ngập ngừng, không nói nên lời, nàng ngồi ở trên lưng ngựa, tay nghe tiếng giết trên chiến trường đã xa dần, quay đầu nhìn lại, dưới ánh sáng yếu ớt địch binh không biết làm sao dường như không địch lại triều đình quân mã vốn đã sôi sục giờ phút này đang dần rút lui kinh châu quân coi giữa cuồn cuộn không dứt chiều nơi xa đồi núi thẳng tiến nghĩ đến muốn bảo đảm chiến quả tối nay lòng thủ đại đô đốc cũng không dẫn quân truy đuổi ngang nhiên không nhúc nhích đứng trong chiến trận trời đã gần sáng trải qua một đêm huyết chiến rốt cuộc đã chết bao nhiêu người Năm mới đang đến gần, liệu người nhà họ có khóc không? Quỳnh Phương quay đầu lại, sâu kín thở dài, đúng lúc này, lại nghe tiếng giết chiến trường nổi lên, pháo thanh không ngừng, đám người Quỳnh Phương nhìn nhau ngạc nhiên, không biết lúc này chiến sự đã định, lại có biến cố gì khác. Chúng kỵ cùng dừng lại, quay đầu nhìn ra xa, nhưng nghe tiếng la kinh hoàng không ngừng. Từng quân mã từ đồi núi chạy thoát trở về, chân trời nơi xa giống như có thứ gì, lại không nhìn thấy rõ. Quỳnh Phương lại lần nữa lấy ra xa ống xem, hai mảnh kính Tây Dương trên hai đoạn ống trúc, nàng thoáng chuyển động, thình lình, trong mắt xuất hiện một mảnh khôi giáp màu đen. Xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, một quân kỳ từ từ bay lên từ phía chân trời, một lá cờ nền đỏ và đen, đó là... Đó là... Cờ chữ nổ, cờ của tổng trại nộ thương sơn. Đến từ đầu bên kia thiên địa, từ phía đối diện triều đình, dẫn tới anh hùng thế gian kinh hoàng khiếp sợ, khiến vô số chi sĩ thể tử hình đại phản tặc, cuối cùng đã xuất hiện trên chiến trường. Quỳnh Phương hai tay run rẩy, xa ống suýt nữa rơi xuống đất. Phó Nguyên Ảnh thấy thần thái này của nàng, đang định nhặt lên nhìn, liền vào giờ phút này, phương xa truyền đến tiếng cười to ngập trời, chảo dâng vó ngựa dẫm đạp, phảng phất muốn dùng sự tức giận vô cùng dẫm phá đại địa Trung Châu. Quang Minh sở dĩ là Quang Minh, nguyên nhân chính là thế gian có hắc ám. Nộ vương hiện thân chiến trường, tất cả sĩ khí chân long mang lại đều bị dập tắt, sôi trào nhiệt huyết từng bước bình tĩnh, hóa thành một mảnh mồ hôi lạnh lạnh léo. Phó nguyên ảnh khóe miệng phát run, không dám lấy xa ống đi xem. Triều đình chúng tướng mắt nhìn phương Tây, trong mắt ẩn mang sợ hãi. Sĩ khí sắp suy sụp, bỗng nghe cửa thành truyền đến thết dài, kinh châu bản bộ quân lui vào thành hiệp phòng quân mã hội tụ Tây Môn, Long thủ đại đô đốc ra lệnh một tiếng, Kinh Châu đại quân trọng chỉnh trận thức, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trung tướng quan nhớ tới võ thần bồn chiều tại đây, liền tính phản nghịch ma vương đã đến, cũng chưa chắc liền bài, mãn chàng tướng xoay xị khí rung lên, tứ phương cửa thành một lần nữa đóng lại, đầu tường pháo đài cũng đã điền đạt lên đạn, chỉ chờ quân địch mở ra. Phó Nguyệt Ảnh hoảng sợ không chừng, chủ lực nộ thương đã từ tương dương truyền tới, trận chiến này sẽ kết thúc như thế nào? Hắn kéo Quỳnh Phương lại, lớn tiếng nói, mọi người đi mau. Xuất phát đi về phía Trường Giang. Còn ngựa đi trước, Quỳnh Phương cũng không biết là hưng phấn hay là sợ hãi, toàn thân phát run, giờ phút này lại vẫn ngoái đầu nhìn lại. Nghe nói khi mình còn rất nhỏ, cũng từng ở miếu đường nghe về nhân vật này nàng muốn tận mắt diện kiến đại nhân vật trèo qua chín tầng trời, đi qua địa ngục vô tận này, có tàn nhẫn vô tình như lời đồn thổi hay không? Nàng rất tò mò, cũng càng muốn minh bạch, khi đen và trắng, ánh sáng và bóng tối, đúng cùng sai, thì cùng phi toàn diện va chạm, thiên hạ rộng lớn này sẽ... Sẽ biến thành màu sắc gì? 6. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn